Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 194. Đông Vương gật đầu, cậu đến hỏi tôi là hỏi đúng người rồi. Ngô Bình, xin Vương gia chỉ bảo. Đông Vương cho người rót đầy rượu cho Ngô Bình trước rồi nói, thêm 3 năm nữa thì Hoàng đế sẽ thoái vị nên sự cạnh tranh giữa các hoàng tử với nhau càng lúc càng quyết liệt. Ngô Bình bất ngờ, Hoàng đế sắp thoái vị sao? Tại sao? Tôi xem tỷ vi thấy sức khỏe Hoàng đế rất tốt, không có vẻ gì già hết. Đông Vương lắc đầu, không liên quan gì đến sức khỏe cả. Đằng sau đại hạ là một thế lực vô cùng lớn, họ không muốn để một người làm hoàng đế quá lâu, mà quy định mỗi nhiệm kỳ của hoàng đế nhiều nhất chỉ được 35 năm. Giờ tính ra thì bệ hạ đã nắm quyền 32 năm rồi. Ngô Bình, nói vậy dù sức khỏe của hoàng đế bệ hạ rất tốt nhưng 3 năm sau cũng bắt buộc phải thoái vị. Những thế lực đó cũng lớn mạnh thật, không ngờ lại có thể khiến hoàng đế thoái vị. Đông Vương, sau khi hoàng đế thoái vị thì có thể đến tiên giới làm một vương gia nhàn hạ, tiếp tục tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Ngô Bình, ồ, hoàng đế thoái vị còn có thể đến tiên giới à? Đông Vương gật đầu, thậm chí có một số hoàng đế còn gia nhập một số tông môn và tiến rất xa trên con đường tu hành nữa. Ngô Bình cảm thán, nói vậy thì hoàng đế ở trần thế chỉ là con rối của bên trên thôi. Đông Vương phất tay, đúng là hoàng đế ở trần thế có quyền lực rất lớn, nhưng quyền lực của họ bị giới hạn, chỉ được 35 năm. Vì vậy, giữa các hoàng tử đã định chắc sẽ có một cuộc tranh chấp máu lửa diễn ra. Ngô Bình, tôi khuyên cậu đừng nên dính vào. Ngô Bình thở dài, sớm biết tình hình thế này thì tôi đã tránh xa lục hoàng tử rồi. Đông Vương, bây giờ cậu rút ra vẫn còn kịp. Cậu không cần phải lo chuyện ở biên giới phía Tây Nam nữa, đến Vương Phủ ở vài ngày trước đã, ngày mai cậu hãy đến Nhân Hoàng Giới. Lần trước Ngô Bình lập được công lớn, nhận được huân chương thần long, vì vậy cậu có thể được thăng hẳn lên quý tộc và có cơ hội được vào Nhân Hoàng Giới. Ngô Bình, Vương gia, huân chương thần long đó đã đến rồi sao? Đông Vương gật đầu, cho người mang lên một cái kệ, bên trên có đặt một tấm huân chương 3 màu, to bằng bàn tay, cực kỳ nặng. Ông ta cười, nói, lâu lắm rồi chưa có người được nhận huân chương thần long. Ngô Bình nhận lấy huân chương, hỏi, vậy mai tôi sẽ đến Nhân Hoàng Giới. Nhưng không biết có dễ ăn nói với phía lục hoàng tử không? Đông Vương nói, trong Nhân Hoàng Giới có rất nhiều báu vật, người tu hành nào cũng không muốn đánh mất cơ hội này, cậu ấy sẽ hiểu thôi. Hơn nữa, như thế thì cậu cũng tránh được cuộc tranh chấp giữa các hoàng tử. Ngô Bình gật đầu, được. Tôi đi xử lý mấy chuyện đang giang dở trước, sáng sớm mai tôi sẽ đến Vương Phủ. Ngô Bình rời khỏi Vương Phủ thì đến biên giới Tây Nam, đưa mấy người Dương Quốc Hào về lại Học viện Quân sự Đại Hạ rồi tiện thể đến tìm cha Thanh Tuyền xin nghỉ phép vài ngày. Lúc này cha Thanh Tuyền đang ngồi trong văn phòng, khi gặp lại Ngô Bình, ánh mắt của anh ta vẫn không thiện cảm mấy, anh ta hỏi, không phải cậu đã ở lại chiến trường Tây Nam sao? Sao lại tự ý quay về rồi? Ngô Bình, tôi có vài việc cá nhân cần phải xử lý nên tạm rời khỏi bên đó. Thầy cha, tôi muốn xin nghỉ phép vài ngày. Xin nghỉ phép, thời gian của cậu vốn đã hạn hẹp, vậy mà cậu còn muốn nghỉ phép, anh ta hừ một tiếng. Ngô Bình nhìn anh ta, nói, hình như thầy cha có thành kiến với tôi. Cha Thanh Tuyền cười khẩy, tôi có thành kiến với cậu đớ. Ngô Bình kéo ghế, ngồi đối diện với cha Thanh Tuyền và nói, vậy thì nói rõ ràng đi. Cha Thanh Tuyền nhìn cậu chằm chằm, mấy hôm trước tôi có mấy sinh viên bị người của Lâm Tương bắt ở Thạch Hải Tử, cậu có tham gia vào chuyện này không? Ngô Bình liền nhớ ra chuyện xảy ra hôm đó, có vài người của Học viện Quân sự Đại Hạ suýt chút đánh chết nhà Lâm tướng Lâm Kiếm Phong. Lúc đó họ muốn bỏ chạy, kết quả đã bị cậu chặn lại, và đã bị người của Lâm Kiếm Phong tóm. Thì ra mấy người đó đều là người của thầy cha, hèn gì thầy lại không vừa mắt với tôi. Ngô Bình gật đầu. Không sai, hôm đó tôi có tham gia, giúp nhà họ Lâm bắt mấy người đó. Nhưng nếu không phải vì mấy người họ động đến tôi trước thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến họ rồi. Cha Thanh Tuyền hừ một tiếng lạnh lùng, một người mới vừa đến học viện quân sự như cậu mà lại dám nhúng tay vào cuộc chiến giữa Lâm Tương là kẻ thù, không đội trời chung, cậu đã không còn được sống mấy gạch dưới ngày tươi đẹp nữa rồi. Ngô Bình, đấy là chuyện của tôi, không cần thầy phải nhọc lòng. Cha Thanh Tuyền, tôi biết cậu là đệ tử Đại Tông nhất phẩm nhưng tôi nói cho cậu biết, người đứng sau cậu không đủ mạnh để bảo vệ cậu đâu. Ngô Bình, có thể bảo vệ được tôi không cũng không liên quan đến thầy. Thầy không duyệt phép cũng chẳng sao, cậu nói xong thì quay đầu bỏ đi.
Sau khi Ngô Bình đã đi xa, mắt Trà Thanh Tuyền như bốc hỏa, anh ta hừng một tiếng lớn rồi nói, thứ không biết sống chết, cậu tưởng là đệ tử Đại Tông thì có thể muốn làm gì thì làm ở chân gian sao? Thật là ấu trĩ. Trợ giảng Tô Văn Tương bước ra từ bên cạnh, nói, sư huynh, anh cần gì phải nhẫn nhịn cậu ta, với tính khí thường ngày của anh thì người này đã chết từ lâu rồi. Trà Thanh Tuyền lắc đầu, nói, dù gì thì người này cũng là đệ tử của Đại Tông, hơn nữa vẫn chưa chính thức đứng về phía đối lập với chúng ta, vẫn chưa đến lúc. Tô Văn Tương, nhiệm vụ sư môn giao cho chúng ta vừa mới có khởi sắc, tuyệt đối không được để người này làm hỏng chuyện. Trà Thanh Tuyền, anh ta muốn làm hỏng chuyện của chúng ta thì cũng phải xem thử anh ta có bản lĩnh đó không mới được. Hơn nữa, chẳng phải anh ta muốn đến nhân hoàng giới sao? Đấy không phải là nơi mà ai cũng đến được, có người có đi mà không có về. Dù cho cậu ta có thể quay về thì e rằng cũng phải ở lại bên trong rất lâu. Tô Văn Tương, hy vọng vậy, tóm lại cậu ta ra ngoài càng trễ càng tốt. Mặc dù không xin nghỉ phép được nhưng sáng hôm sau Ngô Bình vẫn đến gặp Đông Vương như đã hẹn, Đông Vương đích thân tiến cậu đến cổng vào nhân hoàng giới. Cổng vào nhân hoàng giới nằm ở trên một ngọn núi ở phía đông của Hoàng Cung, bên ngoài cổng vào chỉ có một bà lão tóc bạc đứng canh gác. Bà ta nhìn thấy Đông Vương thì nói, có chỉ dụ của Hoàng đế không? Thì ra cơ hội vào nhân hoàng giới cực kỳ đáng giá, chỉ có người có chỉ dụ do Hoàng đế đích thân viết và được đóng dấu ngọc tỷ thì mới vào được. Đông Vương đưa lá thư cho bà lão bằng hai tay rồi cười, nói, bà Long, bà canh gác ở đây mấy chục năm rồi, vất vả cho bà quá. Bà Long hừng một tiếng, nói, đừng lấy lòng tôi, vô ích thôi, nộp tiền đi. Ngô Bình ngây ra, vào nhân hoàng giới còn phải nộp tiền sao? Bà Long, chứ cậu tưởng tôi tự nguyện ở đây giữ cửa à? Đông Vương cười, nói, nên mà, ông ta vừa nói vừa đưa một nắm chỉ phiếu cho bà Long. Bà Long không khách sáo, nhận lấy ngay rồi mở cửa ra và nói, vào trong đi, có thu hoạch không thì chỉ có thể xem tạo hóa của cậu. Ngô Bình quay lại, chắp tay chào Đông Vương, nói, Vương gia, tôi đi đây. Cậu dứt lời thì bước vào trong. Sau cánh cửa là một đường hầm hình vuông, xung quanh được làm bằng kim loại chưa rõ. Cậu đi trong đường hầm mấy chục bước thì phía trước liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cậu băng qua cánh cửa ánh sáng thì mọi thứ bỗng sáng choang, một con đường khổng lồ màu vàng dẫn thẳng về phía xa. Lúc này cậu đang đứng ở bên đường, những con ngựa màu vàng dẫm trên ánh sáng. Phóng nhanh qua như một cơn gió. Ngô Bình nhìn thấy những con tuấn mã đó thì trong lòng bỗng thấy dạo dực, lập tức nhảy về phía trước, ngồi lên lưng một con tuấn mã. Con ngựa màu vàng chưa từng bị con người cưỡi, bỗng nhảy dựng đứng lên, muốn hất văng Ngô Bình xuống. Nhưng Ngô Bình cứ như dính chặt trên lưng ngựa, dù nó có nhảy kiểu gì thì Ngô Bình cũng cứ ngồi thản nhiên trên lưng nó. Sau đó, con ngựa đành phải chấp nhận, tiếp tục phóng đi. Ngô Bình cưỡi mười mấy phút thì phía trước, bên trái liền xuất hiện một hoàng cung màu vàng khổng lồ, còn con đường lớn màu vàng thì cũng xuất hiện ngã rẽ, dẫn thẳng đến cung điện. Ngô Bình vỗ đầu ngựa, tuấn mã bèn rẽ sang trái, chẳng mấy chốc đã đến trước cung điện màu vàng, nhưng trước cửa cung điện có 8 người bảo vệ mặc áo giáp vàng, mấy người bảo vệ áo giáp vàng mày cao. Mười mấy mét, tay cầm đao, ánh mắt bùng lên ngọn lửa màu đỏ tím, sát khí ngút trời. Chiến mã không dám đến gần, dừng lại cách đó cả trăm mét, Ngô Bình chỉ đành xoay người xuống ngựa, sau đó nhìn trái nhìn phải rồi đi về phía cổng cung điện vàng. Lúc này, một cỗ xe ngựa do 4 con ngựa kéo. Phóng qua trên con đường ánh vàng phía sau, có 2 nam 1 nữ ngồi trong xe, trong đó một người đàn ông đồ trắng, tóc dài nhìn tình huống bên trái, nhìn thấy có người đi vào cung điện, hắn không khỏi cười nhạo, không biết tên ngu xuẩn này từ đâu đến mà lại đến điện Nghệ Hoàng tìm chết. Bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp, mặc chiếc váy đỏ, tóc dài búi thành một cục hơi nghiêng, còn cài thêm một cây châm, rất mê người. Cô ta bỗng nói, dừng xe. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người lái xe là một người đàn ông đồ đen, anh ta cho ngựa chạy đến bên đường hỏi, sư muội, sao lại dừng xe? Người phụ nữ nói, người này không biết rõ về nhân hoàng giới, chúng ta có thể thấy chết không cứu được sao? Cho xe chạy đến đó khuyên cậu ta vài câu. Người đàn ông đồ trắng cười nói, sư muội, lời hay ý đẹp rất khó khuyên can thứ đáng chết, chưa chắc người ta đã chịu nghe lời. Người phụ nữ cười nói, thử xem. Ngô Bình sắp đến gần chỗ người bảo vệ áo giáp vàng, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng xe ngựa, quay đầu nhìn lại,
chỉ thấy một chiếc xe ngựa do 4 con ngựa vàng kéo đang tiến đến, sau đó dừng lại cách trước mặt mình không xa. Có mấy người bước xuống xe, dẫn đầu là một cô gái mặc váy đỏ, khoảng 28 tuổi, vô cùng xinh đẹp, người đã nhìn thấy nhiều người đẹp như cậu cũng không nỡ rời mắt đi. Người phụ nữ nói, vị công tử này, nơi đây là điện Nghệ Hoàng, vô cùng hung hiểm, 8 thị vệ áo giáp vàng trước cổng rất mạnh, rất nhiều thiên kiêu đều chết dưới đao của họ. Ngô Bình nói, thì ra đây là điện Nghệ Hoàng, cảm ơn cô đã nhắc nhở, xin cho biết tên của cô. Người đàn ông đồ trang hừ một tiếng nói, cậu không xứng để biết tên sư muội tôi. Người phụ nữ nhìn người đàn ông đồ trắng, vẫn nói với Ngô Bình, tôi tên là Tử Hy. Ngô Bình, cô Tử, từng có người vào được điện Nghệ Hoàng trước mặt chưa? Tử Hy lắc đầu, Nghệ Hoàng có yêu cầu rất cao với truyền nhân, chưa từng nghe nói có ai vào được điện Nghệ Hoàng. Ngô Bình gật đầu, vậy tôi muốn thử xem. Người đàn ông đồ trắng cười nói, sư muội, anh đã nói sao? Không khuyên nổi người muốn chết đâu, lãng phí lòng tốt của em. Ngô Bình nhìn người đàn ông đồ trắng, mặc kệ hắn, cậu chắp tay lại với Tử Hy, sải bước đi về phía thị vệ áo giáp vàng. Cậu vừa đến gần, thị vệ áo giáp vàng lập tức động đậy, chảm đao trong tay quét qua, nhanh như chớp, thanh đao xuyên qua cơ thể Ngô Bình nhưng cậu lại biến mất. Hóa ra Ngô Bình đã thi triển huyền ảnh công, tàng hình đi, chân thân dọc theo mặt đất đi đến trước cổng. Nhìn thấy Ngô Bình bị chém, người phụ nữ ngạc nhiên, vừa định hô lên cẩn thận thì lại nhìn thấy Ngô Bình đã xuất ở trước cổng Nghệ Hoàng một cách kỳ lạ. Cánh cổng điện Nghệ Hoàng cũng có màu vàng, cổng rất lớn, trên đó còn khắc rất nhiều phù văn huyền diệu. Ủa, cậu ta thế mà đã vượt qua thử thách của thị vệ áo giáp vàng rồi, người đàn ông đồ trắng ngạc nhiên nói. Tử Hy cũng rất ngạc nhiên, đa phần những người xông vào điện Nghệ Hoàng trước kia đều bị mắc lại ở chỗ này, không ngờ cậu ta có thể thông qua. Xem ra chúng ta xem thường cậu ta rồi. Người đàn ông đồ trăng khoanh tay nói, vậy thì sao? Cánh cổng của điện Nghệ Hoàng ẩn chứa bí mật, cậu ta không thể mở ra được. Cho dù có mở được, sát quang bên trong cũng đủ để lấy mạng cậu ta. Tử Hy khẽ thở dài, đúng thế, mạo hiểm quá. Nơi này chỉ có thiên kiêu của các thế lực siêu cấp mới dám đi thử. Ngô Bình quan sát phù văn trên cửa. Cảm thấy chữ trên đó có phần giống với ấn vàng nhỏ mà Lâm Kiếm Phong đưa cho mình, thế là tay trái cậu lấy ấn vàng nhỏ ra để so sánh. Cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, chiếc ấn nhỏ vừa xuất hiện, phù văn trên cánh cổng bị nó thu hút, đều tụ lại một chỗ. Ngô Bình chấn động, sau đó chậm rãi đặt chiếc ấn nhỏ lên trên cánh cổng bị lõm xuống tạo thành một cái lỗ hình vuông, vừa đủ để chứa chiếc ấn vàng nhỏ. Khi ấn vàng nhỏ hoàn toàn dung hợp với cánh cổng vang lên một tiếng âm, sau đó mở ra. Ngô Bình xoay người vẫy tay với Tử Hy, sau đó sải bước đi vào trong. Người đàn ông đồ trắng ngây người, ánh mắt lóe sáng, lao đến chỗ cánh cổng với tốc độ cực kỳ nhanh. Thế nhưng hắn vừa đến gần, thị vệ áo giáp vàng cùng vung đao lên. Keng! Tiếng đao kiếm giao nhau vang lên, người đàn ông áo trắng bị văng ra xa mười mấy mét, chỉ thấy giữa kế ai hắn chảy máu, cơ thể tê lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cổng đóng lại. Hắn dậm mạnh chân xuống đất, nói, không thể xông vào, tiếc quá. Người đàn ông đồ đen lái xe nói, sư huynh, trên tay người này có một chiếc ấn vàng, có lẽ là chìa khóa của cánh cổng điện Nghệ Hoàng. Tử Hy, sư huynh đừng buồn phiền, cơ duyên thế này không phải là thứ người như chúng ta có thể gặp được. Người đàn ông đồ trắng siết chặt nắm đấm, nhưng anh không cam lòng, vừa rồi nếu có thể đột phá được. Vòng thị vệ áo giáp vàng thì anh đã có thể vào điện Nghệ Hoàng với cậu ta rồi. Người đàn ông đồ đen nói, đi vào trong rồi chưa chắc là chuyện tốt. Người này không phải là người dễ đối phó, sư huynh chắc chắn có thể chiếm lợi từ cậu ta. Người đàn ông áo trắng hừ một tiếng, anh thấy cảnh giới của cậu ta rất bình thường, thực lực chắc chắn không? Bằng anh. Sau khi cánh cổng đóng lại, Ngô Bình nhìn thấy một chùm sát quang màu vàng đang cuồn cuộn trong đại điện. Cậu vừa bước vào. Sát quang vàng đó lao thẳng về phía cậu, sát khí kinh người khiến người ta nghẹt thở. Ngô Bình lập tức biến mất khỏi đó, ngay sau đó cậu xuất hiện trên một bục cao ở giữa đại điện, trên bục cao có 3 mũi tên, một xanh, một tím, một vàng, trên mỗi mũi tên đều khắc những phù văn khác nhau. Cậu động lòng, vươn tay cầm lấy mũi tên xanh, tay vừa chạm vào mũi tên xanh, động tác và suy nghĩ của cậu đột nhiên trở nên chậm lại. Cảm giác này rất kỳ lạ. Giống với hiệu quả được sản sinh ra từ thiên tai cốt đao nhưng lại nghiêm trọng hơn.
Nhưng ngay khi cảm giác này nảy sinh, cậu đã kéo mình vào huyền thiên mộng cảnh. Trong huyền thiên mộng cảnh, cậu tăng cảm nhận của mình lên hàng ngàn lần để cân bằng cảm giác uể oải do mũi tên xanh mang lại. Trong 1% giây, giác quan của cậu trở lại bình thường, cậu dễ dàng nhặt được mũi tên xanh lên. Cầm mũi tên màu xanh trong tay, trong đầu cậu hiện lên một dòng thông tin, thì ra mũi tên này tên là mũi tên chậm, khi nó bản ra, thời gian trong mắt kẻ địch sẽ trở nên cực kỳ chậm, chỉ một giây thôi nhưng kẻ địch lại nghĩ dường như đã trải qua hàng chục năm dài, thậm chí hàng trăm năm. Tác dụng này sẽ khiến kẻ thù phải trải qua giày vò, cuối cùng mất kiên nhẫn và lựa chọn cái chết. Sau đó mũi tên xanh biến thành năng lượng màu xanh đi vào cơ thể Ngô Bình, ngưng tụ thành một phù văn huyền bí phức tạp trong người cậu. Lúc này sát quang đó lại lao đến, Ngô Bình tránh được. Sau khi tránh sát quang đó, cậu lại đi đến trước. Bục cao, nắm chặt mũi tên thứ hai, mũi tên tím. Ngay khi tiếp xúc với mũi tên tím, Ngô Bình cảm thấy năng lượng cả người được đổ vào mũi tên tím một cách không thể kiểm soát, chỉ trong vài giây cơ thể cậu trống rỗng, sau đó kiệt sức. Sau khi mũi tên màu tím có được sức mạnh lớn, không gian xung quanh nó cũng co rút lại. Ngô Bình nghiêng người, bước lên một bước. Không ngờ cậu lại xuất hiện ở cách đó hơn mấy chục mét. Ngô Bình toát mồ hôi lạnh đầy trán, cảm giác mình có thể bị sức mạnh đáng sợ này giết chết bất cứ lúc nào. Cậu lập tức vận dụng thiên chỉ bí lực trong cơ thể, thiên chỉ bí lực này có thể hiệu lệnh mọi pháp lực, giao tiếp với đại đạo, nó vừa xuất hiện thì lập tức khắc chế. Được sức mạnh khủng khiếp của mũi tên màu tím ngay. Chưa đến nửa giây sau, mũi tên màu tím cũng giống như mũi tên màu xanh, biến thành một luồng năng lượng màu tím. Truyền vào trong cơ thể của Ngô Bình và ngưng ụ thành một phù văn huyền diệu. Ngô Bình liên tiếp có được hai mũi tên thì nghiến răng, đưa tay ra bắt lấy mũi tên thứ ba màu vàng. Giây phút cậu nắm lấy mũi tên màu vàng thì lòng bàn tay cậu đã bị sức mạnh sắc bén đâm thủng, máu tươi chảy ròng ròng. Cậu vội khởi động thiên chỉ bí lực, cố kìm hãm luồng sức mạnh sắc bén đó. Cùng lúc đó, mũi tên màu xanh và mũi tên màu tím trong cơ thể cậu cũng phát sáng. Chúng cùng với thiên chi bí lực khống chế loại sức mạnh khó khống chế nhất. Khoảng một phút sau, mũi tên màu vàng cũng biến thành phù văn màu vàng. Sau khi hấp thụ ba mũi tên, ba phù văn đồng loạt rung động, cơ thể cậu bay lên một cách mất kiểm soát. Trên đỉnh đại điện, một pháp trận khổng lồ được đánh thức, một luồng sức mạnh tỉnh thần vô cùng mạnh mẽ và sắc bén đã truyền vào đầu óc Ngô Bình. Tỉnh thần của Ngô Bình bị tác động. Sức mạnh tinh thần của cậu bị lượng hóa thành mấy triệu đơn vị tinh thần nhỏ, những đơn vị đó kết hợp với nhau theo một kết cấu vô cùng đặc biệt. Trong quá trình đó, ba phù văn lần lượt nhuộm màu cho các đơn vị tinh thần này, chỉ là tỷ lệ nhuộm màu không giống nhau, có đơn vị đậm có đơn vị nhạt. Lúc cậu đang dùng hết sức cảm nhận sự biến hóa của tinh thần thì một luồng sức mạnh đã đẩy cậu vào đại điện, sau đó cửa điện lại đóng chặt lại. Thời gian từ lúc vào đến lúc ra lại của Ngô Bình không quá dài khiến mấy người Tử Hy đợi ở bên ngoài đều tưởng rằng cậu không có thu hoạch gì. Tử Hy nói, cậu Ngô không cần buồn, có thể sống sót ra ngoài đã giỏi lắm rồi. Ngô Bình cũng không giải thích, chỉ cười, nói cảm ơn cô Tử đã an ủi. Người đàn ông áo trắng thấy Ngô Bình không kiếm được lợi lộc gì thì cảm thấy rất vui, anh ta nói, sư muội, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Tử Hy hỏi Ngô Bình, công tử đi cùng với chúng tôi không? Người đàn ông áo trắng lo lắng, nói, sư muội, chúng ta không thân với cậu ta, không tiện dẫn theo đâu. Tử Hy nói, vị công tử này vừa nhìn là biết người đàng hoàng, em tin tưởng anh ấy. Sư huynh, nếu anh thật sự lo lắng thì chia nhau ra đi, em và cậu Ngô sẽ đi cùng một chuyến xe ngựa. Người đàn ông áo trắng lườm Ngô Bình rồi nói với vẻ mặt khó chịu. Nếu như đi chung với chúng tôi thì phải thông minh hơn chút. Ngô Bình không biết gì về nhân hoàng giới, nếu như có thể đi cùng mấy người này thì đúng là một cơ hội tốt, cậu nói cảm ơn cô tử. Đừng khách sáo, đi chung, lỡ trên đường đi có chuyện gì cũng tiện giúp đỡ. Phải rồi, nên xưng hô với gì anh thế nào? Ngô Bình, tôi là Ngô Bình. Mấy người họ lên xe ngựa, Ngô Bình thắc mắc, hỏi. Trên con đường lớn màu vàng này có rất nhiều ngựa vàng. Chúng đến từ đâu? Tử Hy nói, cậu Ngô, những con ngựa này là được sinh ra từ Hồ Thiên Mã. Hồ Thiên Mã từng là nơi nuôi thiên mã của các thời đại nhân hoàng trong lịch sử, giờ vân như thế, không ngừng sản sinh ra thiên mã. Những thiên mã được sinh ra sẽ đi theo con đường lớn màu vàng này, đến thẳng Thảo Nguyên. Ngô Bình, không ngừng sinh ra thiên mã vậy chắc thiên mã trên Thảo Nguyên nhiều không đếm xuể rồi. Tử Hy, chuyện đó thì không.
phần lớn thiên mã vào trong thảo nguyên đều bị thú hoang ăn thịt, những con còn sống sót mới có cơ hội về lại hồ thiên mã để sinh con. Ngô Bình cảm thán, nhiều thiên mã như vậy mà lại bị thú hoang ăn thịt, thật là lãng phí quá. Tử Hy, không thể nói lãng phí được, mọi thứ trên thế giới đều có số mệnh riêng. Vì sự tồn tại của thiên mã, thú hoang trên thảo nguyên không cần phải ra ngoài săn mồi, vì vậy nhân hoàng giới cũng không có nguy hiểm. Nếu không thì thú hoang sẽ chạy loạn khắp nơi, mấy người chúng ta cũng có khả năng vừa vào đến nhân hoàng giới đã bị ăn thịt rồi. Ngô Bình, cô tử đang định đi đâu? Chúng tôi không dám vào chỗ như Nghệ Hoàng Điện đâu, chỉ dám đến nơi an toàn hơn. Cô ta lấy tấm bản đồ ra, nói, đây là bản đồ nhân hoàng giới, mặc dù không toàn diện nhưng đi theo nó thì vẫn không bị mắc sai lầm. Ngô Bình nhìn sơ qua là đã nhớ rõ tấm bản đồ. Tử Hy chỉ vào một ngọn núi và nói, đây là đỉnh Thần Nông, tộc nhân hoàng Thần Nông thượng cổ đã từng trồng thuốc trên đỉnh núi này, để lại rất nhiều dược liệu quý giá, chúng tôi đến để thử vận may. Ngô Bình, sao lại là thử vận may? Tử Hy, núi Thần Nông biến hóa khôn lường, rất dễ lạc đường, không phải dễ dàng gặp được dược liệu. Giống như lần trước, chúng tôi lang thang suốt 7 ngày mà vẫn không có thu hoạch. Người đàn ông áo trắng không nhịn được, nói, sư muội, người ta nói gặp người lạ thì nên giữ kế, em thì hay rồi, cái gì cũng nói với cậu ta hết. Tử Hy cười, nhìn sang Ngô Bình và giới thiệu, đây là sư huynh của tôi, Lãnh Thanh Huy. Lãnh Thanh Huy hừm một tiếng, rõ ràng anh ta không thích Ngô Bình. Tử Hy lại giới thiệu người đàn ông đánh xe áo đen, đấy cũng là sư huynh của tôi, Tinh Viêm. Bên cạnh cô ta còn có một cô gái tóc ngắn, mặc dù không đẹp bằng cô ta nhưng cũng không thua kém nhiều. Cô ta cười và tự giới thiệu, Thu Nam, mấy người chúng tôi đều đến từ Thái Hoàng Giáo. Thái Hoàng Giáo, Ngô Bình có chút ấn tượng, Trương Huyền từng nói với cậu, trong thiên giới chân hoàng có một đại giáo vạn cổ, tên là Thái Hoàng Giáo, thực lực vô cùng mạnh, giáo chủ của giáo là cao thủ cấp. Hỗn độn, so ra thì Thái Hoàng Giáo mạnh hơn nhiều so với Thiên Trần Giáo. Ngô Bình, thì ra các vị đến từ thế giới chân tiên, tôi đã nghe danh Thái Hoàng Giáo từ lâu. Tử Hy nói, anh là người ở đâu? Ngô Bình, tôi là một tu sĩ ở Trần Gian. Tử Hy cũng không thấy bất ngờ, nói, nhân hoàng giới cũng hay có tu sĩ Trần Gian xuất, anh Ngô có thể đến được đây thì nhất định phải là bậc kỳ tài ở Trần Giới. Ngô Bình phất tay, con cưng của trời thì không dám nhận. Phải rồi cô tử, mọi người có hay đến nhân hoàng giới không? Tử Hy cũng không thường xuyên lắm, nhưng mỗi năm đều đến mấy lần. Ngoài các cô ra thì người của những môn phái khác có hay đến không cậu hỏi. Tử Hy, ừ, có rất nhiều thế lực năm nào cũng phái người đến nhân hoàng giới thăm dò. Ngô Bình thầm thở dài, khó khăn lắm cậu mới giành được cơ hội vào nhân hoàng giới, nhưng với người khác thì lại là chuyện quá đỗi dễ dàng. Lãnh Thanh Huy bỗng hỏi, trước đây cậu từng lấy ra một kim ấn, ở đâu mà cậu có nó? Anh ta rất quan tâm đến kim ấn. Nếu như có thể có được kim ấn thì sau này nói không chừng anh ta lại có cơ hội vào được Điện Nghệ Hoàng để thăm dò. Ngô Bình, được một người bạn tặng, tôi cũng không biết nó có thể mở được cửa lớn của Điện Nghệ Hoàng. Có điều đáng tiếc, tôi đã bị một luồng sức mạnh đẩy ra khỏi Điện Nghệ Hoàng, không kịp lấy kim ấn ra lại. Lãnh Thanh Huy nhìn cậu chằm chằm, cậu thật sự không có thu hoạch sao? Ngô Bình, thời gian quá ngắn, vẫn chưa nhìn rõ được tình hình bên trong thì đã bị đẩy ra ngoài rồi. Thu Nam nói, anh Ngô có thể phá vệ sĩ kim giáp, xông đến trước cửa điện, chúng tôi thật ước cũng không có được thực lực như vậy. Không biết công tử có hứng thú gia nhập Thái Hoàng Giáo của chúng tôi không? Tử Hy mím môi cười, sư muội, em vẫn còn bận tâm chuyện chiêu mộ học sinh cho Liễu Sư Thúc à? Thu Nam, hết cách rồi, nếu Liễu Sư Thúc mà không nhận học trò thì ngũ liên phong của bà ấy sẽ bị thu hồi mất. Tử Hy, Liễu Sư Thúc yêu cầu học trò rất cao. Mấy năm nay không có rất nhiều thiên tài đến nhưng bà ấy lại không chọn được ai. Thu Nam, thực lực của anh Ngô phi phàm, nói không chừng có thể lọt vào mắt của Liễu Sư Thúc. Ngô Bình không hứng thú với chuyện bái sư, cậu vội nói, một thời gian nữa tôi sẽ đến Chí Tôn Kiếm Đường rồi, tạm thời không tiện bái sư người khác. Mấy người nghe vậy thì kinh ngạc, Chí Tôn Kiếm Đường. Lãnh Thanh Huy nhìn cậu chằm chằm, cậu là đệ tử của Chí Tôn Kiếm Đường. Một tu sĩ thế tục như cậu, sao? Gia nhập được Chí Tôn Kiếm Đường. Ngô Bình liếc nhìn đối phương, may mắn thôi, lĩnh ngộ được truyền thừa của một vị kiếm đạo Chí Tôn để lại. Ánh mắt Lãnh Thanh Huy nhìn Ngô Bình chợt thay đổi, ánh mắt khinh thường biến mất lập tức,
thay vào đó là sự kiêng dè. Có thể lĩnh ngộ được truyền thừa của kiếm đạo chí tôn, chắc chắn là nhân vật rất lợi hại. Thu Nam nhẹ nhàng thốt lên, tốt quá rồi. Cậu Ngô có tư chất như vậy, Liễu sư thúc của tôi nhất định sẽ rất thích. Cậu Ngô cứ yên tâm, chí tôn kiếm đường là tổ chức thoải mái, không hạn chế thành viên gia nhập tông môn khác. Ngô Bình nói, vậy cũng không thích hợp lắm, tôi đã là đệ tử của Liên Sơn Tông rồi. Ban đầu cậu đã từ chối Thiên Trần Giáo, bây giờ lại càng không hứng thú gia nhập Thái Hoàng Giáo, lúc này đành phải lấy danh Liên Sơn Tông ra. Liên Sơn Tông sao, tôi cũng có nghe nói. Tử Hy nói, cậu Ngô là đệ tử chân truyền của Liên Sơn Tông sao? Ngô Bình ăn ngay nói thật, là đệ tử tỉnh Anh. Mọi người đều kinh ngạc, đệ tử tinh Anh của Tông Môn không kém gì đệ tử tinh Anh của Đại Giáo cả, chẳng trách cậu có thể lĩnh ngộ được chân truyền của kiếm đạo chí tôn. Tử Hy cảm khái, đệ tử tinh Anh của Thái Hoàng Giáo chúng tôi tổng cộng có 108 người. Bình thường khi chúng tôi nhìn thấy đệ tử tỉnh Anh thì đều phải đứng nghiêm hành lễ mới được. Lãnh Thanh Huy hừ một tiếng, đệ tử tinh Anh cũng chẳng có gì ghê gớm, thành tựu sau này của chúng ta cũng chưa chắc kém gì bọn họ. Ngô Bình hiểu rõ, đối phương nói những lời như vậy cũng chỉ đơn thuần là tự an ủi bản thân mà thôi. Đệ tử tinh Anh có tư chất càng tốt, thì càng có được nhiều tài nguyên, còn những người không phải đệ tử tinh Anh như bọn họ cũng không theo kịp, chênh lệch cũng ngày càng lớn. Thu Nam lại thở dài, chậc, mọi người đều cố gắng thôi. Tỉnh Viêm bỗng nói, nghe nói đệ tử tinh Anh Lâm Biệt Lộc hôm nay cũng đến nhân hoàng giới, chỉ là không đi cùng chúng ta thôi. Thu Nam, tôi biết, hình như anh ta cũng muốn đến đỉnh thần nông, không biết có thể gặp anh ta không? Lãnh Thanh Huy, gặp anh ta làm gì? Chắp tay dâng dược liệu trong tay chúng ta cho anh ta hay sao? Nghe anh ta nói như vậy, tất cả mọi người cũng không nói gì thêm. Đúng vậy, nếu Lâm Biệt Lộc đòi lấy dược liệu của bọn họ dám không đưa sao? Xe ngựa đi không biết bao lâu, Tinh Viêm lại bảo bọn họ rẽ trái, rời khỏi đường lớn Kim Quang, xe ngựa chạy một lúc rồi dừng lại, mọi người bèn xuống xe đi bộ. Phía trước xuất hiện một ngọn núi, nguy nga hùng vĩ, chính là đỉnh Thần Nông. Một nhóm người bay lượn một hồi thì đến dưới chân đỉnh Thần Nông. Đỉnh Thần Nông cao chục nghìn trượng, lúc này dưới chân núi tụ tập cả mấy trăm người, có không ít người đang ở đây giao bán vật phẩm, giống như họp chợ vậy. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, những người này đang bán gì vậy? Lãnh Thanh Huy, đương nhiên là bán dược liệu bọn họ hái được rồi. Nếu đem về những dược liệu này, hơn phân nửa đều phải giao cho tông môn. Nhưng nếu bán đi thì tiền sẽ là của riêng mình, dù sao tông môn cũng sẽ không quan tâm tiền trên người bọn họ nhiều hay ít. Mắt Ngô Bình sáng lên, đúng lúc cậu đang muốn dược liệu đây, vội vàng đi về phía đám người, nhưng lại bị Lãnh Thanh Huy kéo lại. Ngô Bình quay đầu nhìn anh ta. Lãnh Thanh Huy thấp giọng nói, cậu muốn làm gì? Ngô Bình, mua dược liệu. Lãnh Thanh Huy, cậu nhìn kỹ xem, có mấy người dám mua dược liệu ở đây? Ngô Bình nhìn kỹ lại, đúng thật vậy. Nơi này phần nhiều là giao bán dược liệu, nhưng người mua dược liệu thì chẳng có ai, chuyện gì vậy chứ? Lãnh Thanh Huy, chỉ có người mới đến mới dám mua dược liệu. Mà sau khi bọn họ mua dược liệu thì sẽ bị một đám người nhắm vào, cuối cùng không chỉ mất dược liệu. Mà còn mất cả cái mạng nhỏ. Ngô Bình nhíu mày, nơi này không có ai quản sao. Lãnh Thanh Huy, ở nhân hoàng giới, ai có thực lực mạnh thì chính là đạo lý. Tuy thực lực cậu không yếu, nhưng nếu bị đám người này vây đánh, cậu nghĩ cậu có phải đối thủ hay không? Ngô Bình không đáp, mà hỏi anh ta, anh Lãnh, tôi phát hiện tu sĩ ở nhân hoàng giới, tu vi đều không hơn bí cảnh lục trọng. Lãnh Thanh Huy gật đầu, không sai. Có vô số tu sĩ tiến vào nhân hoàng giới đều phát hiện, tu sĩ trên bí cảnh tầng 6 rất khó tồn tại ở nhân hoàng giới. Mà tu vi quá thấp thì rất dễ bị người khác chèn ép. Vì vậy dần dần, tu sĩ vào nhân hoàng giới, đa số đều là tu sĩ từ bí cảnh tầng 3 đến bí cảnh tầng 5. Ngô Bình gật đầu, ra là vậy. Cậu cũng không vội đi mua dược liệu nữa mà chỉ nói, lên núi dạo xem có thể thu hoạch được gì không. Tử Hy nói, năm người chúng ta cùng nhau hành động, như vậy tương đối an toàn. Ý lời này, có nghĩa nếu hành động một mình ở đỉnh Thần Nông thì có khả năng sẽ bị người khác tính kế. Thật ra Ngô Bình muốn hành động một mình, nhưng nghĩ đến mấy người Tử Hy đều có ý tốt đối với cậu, nên quyết định vẫn cùng nhau lên núi. Lãnh Thanh Huy chọn một con đường, năm người cùng lên núi. Đi chưa bao xa, bọn họ đã cảm nhận được sau lưng có người theo đuôi.
Lãnh Thanh Huy bỗng quay người nói, anh bạn, tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách. Trên đỉnh Thần Nông này sương mù dày đặc, cách hơn 10 mé đã không thấy rõ người. Lãnh Thanh Huy nói xong, trong sương mù có mấy người đi ra, bọn họ mặc quần áo màu đen, trên góc áo có thêu hình đầu lâu khô màu trắng, vẻ mặt ai cũng tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo. Ngại chúng tôi đi gần thì các anh cút xa ra đi, một người trong đó trầm giọng nói, rõ ràng không có ý tốt. Tuy Lãnh Thanh Huy tức giận trong lòng, nhưng anh A là người cẩn thận, nhìn thấy dấu hiệu đầu lâu thì không muốn đắc tội, thấp giọng nói, chúng ta đi qua bên trái. Mấy người Tử Hy gật đầu, năm người không đi theo tuyến đường lúc trước, tránh xung đột với đối phương. Nhưng Ngô Bình phát hiện, mấy người phía sau cũng thay đổi tuyến đường theo, cứ như vậy đi theo sau bọn họ không xa cũng không gần. Lúc này Lãnh Thanh Huy cũng không nhịn nổi nữa, anh ta quay người lạnh giọng nói, này, các anh có ý gì vậy? Người lúc nãy lên tiếng lại lạnh lùng nói, chẳng có ý gì cả. Đỉnh Thần Nông không phải sản nghiệp của nhà ai cả, chúng tôi muốn đi thế nào thì đi vậy thôi. Ngô Bình vẫn đang nghĩ hái dược liệu thế nào, nhưng mấy người phía sau này lại không để yên, ức người quá đáng. Cậu không nói lời này, vươn người nhảy lên, sau đã đáp xuống trước mặt người lên tiếng kia. Người này tay chống ngang eo, khế cười nham hiểm, thế nào, muốn ra tay. Phù! Chữ tay vừa dứt thì nắm quyền của Ngô Bình đã đánh vào mặt anh ta, người này bị đánh bay mấy chục mét, lăn tròn xuống chân núi. Những người khác chưa kịp phản ứng cũng bị Ngô Bình hai cước đá bay. Cậu ra tay rất nặng, mấy người này đều lăn xuống núi như từng tảng đá, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màng sương. Vỗ vỗ tay, cậu quay về vị trí cũ, nói tiếp tục lên núi. Mấy người Tử Hy đều ngơ ngác, mấy người đến từ Bạch Cốt giáo lúc nấy, thực lực đều không yếu. Cứ vậy đã bị cậu giải quyết nhanh chóng. Lãnh Thanh Huy hít sâu một hơi, giơ ngón cái với Ngô Bình, anh Ngô, bái phục. Tử Hy nhếch miệng cười, nói, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của cậu Ngô rồi. Ngô Bình, quá khen rồi, cái khác thì tôi không được, nhưng đánh nhau thì rất ra gì. Lãnh Thanh Huy có cao thủ như anh Ngô đây, chúng ta cứ thoải mái đi, đi lên lưng chừng núi thử vận may. Ngô Bình không hiểu bèn hỏi. Lúc trước các anh không định đi đến khu vực lưng chừng núi sao? Tử Hy giải thích, ở lưng chừng núi có rất nhiều linh dược quý, nhưng cũng rất nguy hiểm, bình thường chỉ người có cấp bậc đệ tử tinh anh mới dám đến bên đó. Chúng tôi vốn không có gan đi, nhưng có cậu Ngô đây thì chúng tôi có chỗ dựa rồi. Ngô Bình, theo như vậy thì càng đi lên đỉnh núi, dược liệu sẽ càng quý. Tử Hy, không sai, nhưng dược liệu càng quý thì những thứ bảo vệ bọn chúng cũng sẽ càng mạnh hơn. Không dễ có lấy được. Ngô Bình gật đầu, tiếp tục lên. Ngô Bình lên núi, đi tầm mấy trăm mét thì đột nhiên ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ. Cậu lập tức dừng lại, quan sát xung quanh và phát hiện xung quanh, trong phạm vi 100 bước đều chỉ có cỏ dại, đá cội mà không hề có dược liệu gì. Cậu Ngô sao thế? Tử Hy hỏi, khứu giác của mấy người họ không nhạy bằng Ngô Bình nên không ngửi được mùi thơm. Ngô Bình hỏi, trước đây mọi người từng đến núi, Thần Nông nhưng lại không tìm thấy dược liệu đúng không? Tử Hy gật đầu, đúng vậy, ở núi Thần Nông muốn tìm dược liệu phải dựa vào vận may tốt thì đi vài bước là có thể gặp được còn vận may không tốt thì có đi 10 ngày nửa tháng cũng không tìm được một cây. Ngô Bình đi về phía trái mấy bước rồi lại đi về phía phải mấy bước, sau đó bước về phía trước theo hướng trái. Cậu đi được mấy chục bước thì dừng lại, trước mặt có một tảng đá cao tầm 1 mét. Trông có vẻ khá bình thường. Ngô Bình đưa tay ra vỗ nhẹ mấy cái lên tảng đá đột nhiên phát sáng, trong ánh sáng thấp thoáng xuất hiện hình dáng của một cây thuốc. Ngô Bình nhấc tay ra, ánh sáng vụt tắt, cậu cười, nói, chỗ này có một mảnh không gian nhỏ bị gấp khúc, vì vậy chúng ta không thể nhìn thấy được linh dược. Tử Hy như nghĩ ra được gì đó, thì ra dược liệu nấp. Trong không gian gấp khúc, không sai, những không gian gấp khúc này sẽ xuất hiện ở một vài thời điểm nhất định. Nếu như ai may mắn gặp được thì sẽ có thể lấy được linh dược. Lãnh Thanh Huy đánh nhẹ lên đầu, thì ra là vậy, cậu Ngô, sao cậu lại phát hiện ra? Ngô Bình, tôi khá nhạy cảm với không gian. Cậu nói dứt lời thì đưa tay lên, búng nhẹ, không gian mở rộng ra như sóng nước. Sau đó đằng sau tảng có xuất hiện một không gian rộng chừng 10 mét vuông, ở đó có một cây thuốc màu xanh pha vàng, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Ngô Bình lấy đầu nghề ra, chớp mắt đã đào được cây thuốc lên. Sau đó cho vào trong pháp bình chuyên dùng để bảo quản. Mấy người đó thấy Ngô Bình có thu hoạch thì rất ngưỡng mộ,
Tử Hy cười, nói cây thuốc này ít nhất cũng phải cấp 9. Ngô Bình, cây này tên là Kim Hồn Tiên Thảo, thuộc linh dược cấp 10. Linh dược cấp 10 đã có thể thay đổi hình dạng, vì vậy đây vốn không phải là hình dạng vốn có của nớ. Lãnh Thanh Huy, chúc mừng cậu Ngô. Ngô Bình, tiếp tục tìm đi. Sau đó, cậu lại tiếp tục lên núi, đi chưa được bao xa thì đã gặp một nhóm người khác. Đối phương gồm 4 người, trông có vẻ rất thê thảm, một người đàn ông mặc đồ lam trong số đó nói, các vị, trước mặt có một cây thuốc, chúng tôi không cách nào lấy được, có hứng thú hợp tác với chúng tôi, cùng chinh phục tiên thảo không? Lãnh Thanh Huy nghe nói có tiên thảo thì hai mắt sáng lên, hỏi tiên thảo mà cậu nói là linh dược cấp mấy? Người đó nói, không rõ, nhưng nó có thể thay đổi hình dạng, chắc ít nhất cũng phải cấp 10 nhỉ. Lãnh Thanh Huy nhìn sang Ngô Bình, mặc dù Ngô Bình là người ngoài nhưng bây giờ cậu đã là thầm trở thành chỗ dựa của tất cả mọi người rồi. Ngô Bình, chúng tôi không có hứng thú hợp tác với người khác, anh có thể bán vị trí của tiên thảo cho tôi, chúng tôi sẽ tự đi đối phó với nớ. Đối phương chau mày, chỉ mua tin tức của chúng tôi sao? Vậy anh định trả chúng tôi bao nhiêu tiền? Ngô Bình, nếu là tiên thảo cấp 10 thật thì tôi có thể trả anh 1 triệu tiền tiên. Đối phương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nói, được, hãy đi theo tôi. Mấy người đó đi trước dẫn đường, đi trách về phía trên chừng 7-8 dặm, đến một nơi bị bao trùm bởi sương vàng với cây cối mọc dày trên mặt đất. 4 người họ dừng lại bên ngoài màn sương. Nói tiên thảo đó nằm ở bên trong, có thể trả tiền cho tôi rồi chứ. Ngô Bình nhích mũi, cậu đã ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, đúng là không phải linh dược bình thường. Cậu gật đầu, lập tức quăng qua cho đối phương, bên trong có chứa 1 triệu tiền tiên. 4 người đó lấy được tiền thì bỏ đi, chỉ quan sát họ từ phía xa. Lãnh Thanh Huy cậu Ngô, đối phương cẩn trọng như vậy, nhất định là thứ bên trong rất mạnh, cậu phải cẩn thận đớ. Ngô Bình, không sao. Cậu nói xong thì bước vào, xong màn sương vàng. Trong màn sương, đưa tay ra không thấy rõ được 5 ngón, Ngô Bình chỉ cảm giác có một luồng gió mạnh ập vào mặt, cậu lập tức rút Thất Tinh Long Uyên kiếm, kiếm quang lóe lên, thứ gì đó bị chém rơi xuống, tiếng hét thảm vang lên từ phía xa. Vù, kiếm quang lại lóe lên, dường như có máu tươi phụt ra, sau đó sương vàng tan biến, một con rắn 2 đầu nằm dưới đất, 2 cái đầu đều bị chém rớt. Cách xác rắn không xa có một cây nhỏ hình rồng màu vàng, cao chừng 1 tấc, phát ra ánh sáng. Sau khi xương tan, nó lập tức thu nhỏ lại thành một viên bi màu vàng và chui vào đất. Ngô Bình nhanh tay nhanh mắt, tóm lấy nó rồi bỏ hẳn vào pháp bình. Mấy người đang đứng ở xa đều chạy đến, thi nhau hỏi, thứ gì thế? Nhưng tiếc là Ngô Bình đã cất pháp bình vào và bình thản đáp, một cây thuốc. Mấy người đó nhìn nhau, người đã lấy 1 triệu tiền tiên cười. Nói, anh bạn, có thể cho chúng tôi xem thử anh đã hái được loại thuốc gì không? Ngô Bình bình thản đáp, tốt nhất không nên xem, dù sao thì thấy mà không có được cũng là một chuyện vô cùng đau khổ. Mấy người họ khó chịu, đối phương chỉ đưa 1 triệu tiền tiên, còn cây thuốc đó lại cực kỳ phi thường, giá trị của nó nhất định vượt xa 1 triệu tiền tiên. Thứ vốn dĩ thuộc về họ giờ lại để Ngô Bình được hời, trong lòng mấy người đó cảm thấy rất bực bội. Nè, là chúng tôi đã nói cho anh biết. Không có tin tức của chúng tôi thì anh có thể tìm được nó sao? Một người đàn ông có nửa khuôn mặt mọc lông đen đứng sau lưng người đó lạnh lùng nói. Ngô Bình, nếu như anh không nói cho tôi biết thì anh không chỉ không lấy được đồ mà còn không có được 1 triệu tiền tiên, chẳng phải sao? Anh ta hầm hầm nhìn tới nhìn lui mấy người Ngô Bình và không ngừng giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Ngô Bình biết họ đang có ý định gì, cậu bình thản nói, cho các anh thời gian 10 nhịp thở để biến khỏi mắt tôi. Người đàn ông với khuôn mặt mọc lông đen cười cạch cỡm, anh tưởng anh có thể giết chết rắn thì chúng tôi sợ anh sao? Anh ta vừa nói vừa đưa tay lên hông, kẹp một tấm sát phù. Tấm sát phù đó có sức sát thương rất mạnh, dù là tu sĩ thần thông thì không chết cũng sẽ bị thương. Ngô Bình liếc nhìn tay của anh ta, nói tôi khuyên anh đừng manh động, có lúc sống chết chỉ nằm ở một ý nghĩ. Người đó không phục, hừng một tiếng lạnh lùng, bớt nói nhiều, giao cây thuốc đó cho tôi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Ọc, người đó vừa dứt lời thì cái đầu đột ngột thu nhỏ lại và nổ tung thành một đám máu. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, chuyện gì thế kia? 3 người còn lại trong nhóm đối phương tái mặt, bất giác lùi về sau 10 mấy mét, cảnh giác nhìn Ngô Bình. Ngô Bình bình thản nói, vẫn còn 7 nhịp thở nữa. 3 người đó không dám nói nhiều nữa,
quay đầu bỏ chạy ngay, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mấy người Ngô Bình. Mấy người Lãnh Thanh Huy nhìn nhau, nhưng cũng ngại hỏi Ngô Bình đã dùng thủ pháp gì. Thật ra Ngô Bình đã dùng sức mạnh lượng hóa, sức mạnh tinh thần của cậu đã được 3 mũi tên lượng hóa, sau đó đã có khả năng đặc biệt, chẳng hạn như thu nhỏ không gian, hay như lúc nãy, cậu đã ép nhỏ không gian đầu của đối phương, ép nát đầu của đối phương, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng đó. Tôi đã tìm được 2 cây thuốc rồi, tiếp theo đây, tôi sẽ giúp mọi người tìm cho mỗi người 1 cây. Ngô Bình nói, dù sao thì mọi người cũng đi cùng nhau, cậu không thể dành hết một mình, mặc dù tất cả đều là thành quả của cậu. Tử Hy cười, nói cảm ơn cậu Ngô. Ngô Bình nói xong thì đi về bên trái mấy chục bước, đưa tay chấm nhẹ vào không khí, một không gian méo mó lại xuất hiện. Chỗ này có 3 cây thuốc cấp 7, cậu để cho Tử Hy, Tinh Viêm và Lãnh Thanh Huy chia nhau hái mỗi người 1 cây. Còn về Thu Nam, cô ấy cũng tìm được 1 gốc. Dược liệu trên thi thể kia, cũng là 1 gốc linh dược cấp 7. Cứ như vậy, 4 người cũng lần lượt có được 1 gốc thảo dược, cũng xem như không uổng chuyến này. Sau đó, Ngô Bình bỏ ra 1 tiếng đồng hồ lại giúp bọn họ tìm được 2-3 loại dược liệu. Mắt thấy đã lên hơn lưng chừng núi, Tử Hy biết bọn họ ở lại cũng chỉ gây thêm rắc rối cho Ngô Bình, bèn nói cậu Ngô, chúng tôi không lên nữa mà xuống dưới chân núi đợi cậu. Tỉnh Viêm cũng nói, đúng vậy cậu Ngô, nơi này đã là giới hạn của chúng tôi rồi. Nhưng cậu thì khác, có lẽ cậu còn thể tìm được dược liệu quý hơn. Ngô Bình gật đầu, vậy được, chúng ta gặp dưới núi vậy. Tạm biệt Ngô Bình, 4 người họ mau chóng xuống núi. Trên đường về, Thu Nam nói, lần này đúng là may mắn, vốn tôi nghĩ có thể lấy được 1 gốc dược liệu đã xem như may rồi, không ngờ còn dễ dàng lấy được 4 gốc dược liệu. Tỉnh Viêm, đó là vì có cậu Ngô giúp đỡ, nếu không chúng ta còn đang lang thang trên núi đấy. Lãnh Thanh Huy, trên núi tất nhiên có dược liệu tốt, nhưng cũng rất nguy hiểm, hy vọng cậu ấy đi đường bình an. Tử Hy, yên tâm đi, anh không thấy lúc cậu ấy ra tay rất dễ dàng sao, hoàn toàn không quan tâm đến cao thủ cùng cấp. Loại người này, tôi chỉ từng thấy 1 lần. Lãnh Thanh Huy, anh là nói đến Khu Thiên sao? Tử Hy, đúng vậy, đệ tử cốt cán của Thái Hoàng giáo, Khu Thiên. Lãnh Thanh Huy giật mình trong lòng, Tử Hy nói như vậy, quả thật anh Ad cũng cảm thấy Ngô Bình và Khu Thiên rất giống. Sư muội, chỉ bằng chúng ta mời Ngô Bình gia nhập Thái Hoàng giáo thì thế nào? Tử Hy, thiên tài như vậy, chưa chắc nguyện. Lãnh Thanh Huy, không thử thì sao biết có được hay không? Thu Nam cười nói, vậy tôi lập tức liên lạc với Liễu Sư Thúc, hỏi ông ấy xem có hứng thú hay không. Ngô Bình đi hơn lưng chừng núi thì cảm thấy linh dược trên núi rõ ràng nhiều hơn hẳn. Nhưng những linh dược này đều ẩn giấu trong không gian gấp khúc, rất khó để phát hiện. Nếu không phải cậu đã hấp thu sức mạnh 3 mũi tên, dễ dàng phá vỡ không gian thì thật sự không dễ gì phát hiện được bọn chúng. Hơn 1 tiếng tiếp theo, Ngô Bình liên tục hái được 15 loại dược liệu. Những dược liệu này, thấp nhất cũng là dược liệu cấp 8, cao nhất là linh dược cấp 12. Đương nhiên, linh dược cấp 12 rất khó giữ, bản thân nó có ý chí của mình, Ngô Bình phải dùng không ít công sức mới lấy được nó. Lấy được linh dược cấp 12, Ngô Bình cũng có chút mệt mỏi, bèn tìm một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó ăn qua loa chút đồ ăn. Ngay lúc này, cậu nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Cậu đang ngồi quay mặt về hướng núi. Sau lưng là phía trên núi. Nói vậy có nghĩa mấy người này là từ trên núi đi xuống. Anh Nam, phía trước có người. Một người trong đó nói. Một người khác cười nói, chúng ta đến chào hỏi. Ngô Bình đứng dậy, quay người nhìn 2 người họ. Trong màn sương có 2 người đi ra, tuổi chừng 20 mấy, một người mặc đồ vàng, một người đồ xanh. Người đàn ông đồ xanh có gương mặt sương sương, anh ta cười nói, cậu bạn thu hoạch thế nào? Ngô Bình không biết 2 người này, nói cũng được. 2 người từ trên núi xuống. Người đàn ông áo vàng, chúng tôi muốn lên đỉnh núi xem thử, kết quả bị một năng lượng kỳ quái đẩy xuống, làm kiểu gì cũng không lên được. Thử cả nửa ngày, chúng tôi đành bỏ cuộc. Ngô Bình, có người từng lên đến đỉnh núi chưa? Người đàn ông áo xanh, có lẽ là chưa, chúng tôi là một trong số ít những người đến gần đỉnh núi nhất. Thật ra đến được vị trí của cậu. Người có thể đi lên cũng rất ít rồi. Ngô Bình, 2 người hái được không ít dược liệu đúng không, có thể bán cho tôi một ít không? 2 người đều ngây ra, sau đó người đàn ông áo vàng khẽ cười, cậu bạn muốn mua dược liệu của chúng tôi.
Ngô Bình rất nghiêm túc gật đầu, tôi không có nhiều tiền, có thể mua được bao nhiêu thì cứ mua thôi. Hai người này nhìn nhau, người đàn ông áo vàng lấy 7 gốc dược liệu đặt xuống đất, cười nói cậu chọn đi. Ngô Bình liếc nhìn, tức chỉ vào 2 gốc dược liệu cấp 9, 1 gốc dược liệu cấp 10, nói, hai loại này bán thế nào? Đối phương liếc nhìn, nói, gốc này 700.000 tiền tiên, gốc này 550.000. Cái này là linh dược cấp 10, 2.800.000 tiền tiên. Ngô Bình thoải mái mau chóng lấy ra 4.050.000 tiền tiên đưa cho đối phương, rồi lấy 3 gốc dược liệu. Người đàn ông áo xanh vừa thấy Ngô Bình thật sự muốn mua thì cũng đặt 6 gốc dược liệu của mình xuống đất, cười nói cậu bạn chọn đi. Ngô Bình cũng chọn ra 3 gốc trong đó, cuối cùng thanh toán cho đối phương 3.800.000 tiền tiên. Mua được 6 gốc dược liệu, tiền trên người Ngô Bình cũng tiêu gần hết, cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Hai người này thấy Ngô Bình là người thoải mái, người áo vàng cười nói, cậu bạn mua dược liệu, chắc không phải để luyện đan chứ. Ngô Bình, ừ, gia sư biết luyện đan, bảo tôi giúp ông ấy tìm dược liệu. Người áo vàng gật đầu, ra là vậy, chúng tôi còn có chuyện, đi trước đây, tạm bi. Nhìn theo hai người rời đi, Ngô Bình lại nghỉ ngơi thêm một lúc rồi đứng dậy đi tiếp. Người áo vàng và người áo xanh đi xuống một đoạn, cách một khoảng rồi dừng lại. Người áo xanh nói, anh Nam, người kia chắc hẳn có không ít dược liệu, sao anh không để tôi ra tay? Người áo vàng lắc đầu, nói, anh Nghiêm, tôi cảm nhận được một luồng uy hiếp chí mạng trên người người này. Trực giác của tôi trước giờ đều chuẩn. Người áo vàng nhíu mày, anh ta một mình, chúng ta hai người. Còn chưa nói đến trên người chúng ta có tất nhiều sát chiêu lợi hại, còn phải sợ anh ta sao? Người áo vàng, cẩn thận vẫn hơn. Nếu anh Nghiêm không tin, chúng ta đi xuống núi đợi anh ta. Người áo xanh gật đầu, mấy tên kiêu căng kia cũng đã đến rồi, người này đem dược xuống núi chắc chắn sẽ bị mấy tên kia kiểm tra. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhìn ra được lai lịch của anh ta. Ngô Bình tiếp tục đi lên núi, trong lúc đó lại hái được mấy gốc dược liệu cấp 10. Cuối cùng, cậu cũng lên đến gần đỉnh núi, nhìn thấy một cầu thang đi thẳng lên đến đỉnh núi. Cầu thang có tổng cộng 100 bậc, rộng chừng 10 mét, xây bằng ngọc trắng. Cậu đến trước cầu thang ngọc, bước lên một bước, không cảm thấy gì bèn tiếp tục đi lên. Đến khi cậu lên đến bậc thứ 50 thì cảm nhận được một luồng sức mạnh đang đẩy cậu xuống. Cậu cần răng, tiếp tục đi lên. 70 bậc, 90 bậc, từ sau bậc thứ 90, thì luồng sức mạnh kia bỗng tăng mạnh, cậu không thể không dùng đến sức mạnh toàn thân, lúc này mới cố gắng đi được một bước. Đi đến bậc thế 99, cậu cảm thấy bản thân rất khó tiến lên. Bất đắc dĩ, cậu sử dụng đến sức mạnh thiên cơ, 3 bước bịch bịch nhảy lên trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một khu vực mấy trăm mét vuông, mấy tảng đá đứng sừng sững ở đó. Ở ngay chính giữa là một cây tùng cổ vạn năm, cao 100 mét, trông vô cùng cổ xưa. Ngô Bình quan sát trái phải, sau đó khẽ hắng giọng, hỏi, xin hỏi có ai ở đây không? Cậu hỏi liên tục 3 cậu, không ai trả lời, vì thế cậu mạnh dạn vươn tay phải khế điểm trong không trung. Trong không trung bỗng gợn sóng lăn tăn, sau đó khung cảnh trên đỉnh núi trở thành một khu, cậu tiến vào. Trong một không gian càng lớn hơn nữa. Cây tùng vẫn là cây tùng kia, điểm khác biệt là hoàn cảnh xung quanh nó đã có sự thay đổi. Bên cạnh cây tùng còn có một vườn thuốc chừng mấy mẫu, bên trong có rất nhiều dược liệu quý giá. Mà bên cạnh vườn thuốc là một căn nhà 3 gian tường trắng gạch xanh. Ngô Bình sáng mắt, cậu lại lên tiếng hỏi, xin hỏi chủ nhân nơi này có đây không? Ngay lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, một bù nhìn đi ra, động tác anh ta cứng ngắc. Đôi mắt là 2 hạt giống màu đỏ, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Là một con bù nhìn. Sau khi nhìn thấy Ngô Bình, bù nhìn vặn cổ, rơm dạ bên trong kéo căng ra, nó lại phát ra một giọng chung của. Nam rất hay, đã lâu rồi không có khách rồi. Ngô Bình vội chắp tay với bù nhìn, tôi đến đỉnh thần nông lấy thuốc, xin hỏi anh tên gì? Bù nhìn, tôi tên là Bình An, là tên chủ nhân đặt cho tôi. Ngô Bình, chủ nhân của anh là... Bình An, chủ nhân của tôi là thần nông thị. Ngô Bình khá ngạc nhiên, hân hạnh được gặp, tôi là Ngô Bình, đột ngột đến nên mong sẽ không làm phiền anh. Bù nhìn vung tay phải lên, một chiếc bàn xuất hiện trước căn nhà, trên đó có 2 cái ghế. Mời ngồi. Ngô Bình ngồi xuống đối diện Bình An, nó hỏi, bây giờ bên ngoài là triều đại nào rồi? Ngô Bình, nơi này thuộc nước Đại Hạ.
Đại hạ sao? Bù nhìn hỏi, lãnh thổ đại hạ rộng thế nào, có nắm quyền cả đại lục không? Ngô Bình lắc đầu, đại hạ chỉ là một trong nhiều quốc gia, xung quanh còn có rất nhiều nước lớn nhỏ. Bình An, chứng tỏ nhân hoàng vẫn chưa được sinh ra. Ngô Bình, đúng thế, nếu có nhân hoàng tại thế chắc chắn có thể thống nhất thiên hạ. Bình An lại vung tay lên, trên bàn có thêm một ấm trà và hai cái tách, nó rót một tách trà cho Ngô Bình nói, thử xe, trà bách thảo do tôi làm đấy. Ngô Bình bưng tách trà lên, nhấp một ngụm, mùi vị rất ngon, cậu gật đầu nói, mặc dù có vài loại dược liệu. Không phù hợp lắm, nhưng vẫn rất ngon. Bình An nhìn cậu biết về thuốc. Ngô Bình, biết một ít, tôi lên núi lấy thuốc là để luyện đan. Bình An bỗng giơ tay ra, một lò đan xuất hiện trước căn nhà, anh ta lấy một cuốn sách ra nói, trong đây có vài đơn thuốc, cậu luyện đan cho tôi xem thử. Ngô Bình nhận lấy cuốn sách lướt qua một lần, cảm thấy đan dược trong sách đều rất khó luyện chế, nhưng cậu rất tự tin hỏi có dược liệu không? Bình An, tất cả dược liệu đều có thể tìm trong vườn thuốc. Ngô Bình, vậy bắt đầu từ cái đầu tiên. Loại đan dược đầu tiên tên là ngũ hành vương đan, lấy tác dụng của ngũ hành tăng cường tỉnh thần và hình thể, là loại đan dược bậc 10 kết hợp thể xác và tinh thần, rất khó luyện chế. Cậu đi đến vườn thuốc, chẳng mấy chốc đã thu gom được 28 loại dược liệu, sau đó đến trước lò đan bắt đầu luyện đan. Chất lượng của lò đan này rất tốt, tốt hơn lò đan trước kia của cậu, chắc cũng là đồ năm đó thần nông từng dùng. Mặc dù là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này nhưng trong đầu cậu đã có một quy trình tương đối rõ ràng, quá trình luyện chế diễn ra rất thuận lợi, mấy chục phút sau, lò đan bật lên, 4 viên đan dược bay ra, đan dược thượng phẩm bậc 10. Bù nhìn lấy một viên đan dược ra rồi quan sát một lúc, nói cậu rất có tài, năm đó chủ nhân luyện chế đan dược này, lò đan đầu tiên chỉ là đạt đến trung thượng phẩm, nhưng cậu lại là thượng phẩm. Ngô Bình, không dám nhận. Có thể là tôi có nhiều kinh nghiệm luyện đan. Bù nhìn lại ngồi xuống nói, sau khi chủ nhân đi, chỉ còn lại một mảnh đất như vậy. Năm đó tôi là kẻ phạm tội nặng trong bộ lạc, bị người trong tộc xử tử, sau đó muốn để tôi chịu đau khổ suốt đời. Là chủ nhân đã thương xót tôi, thu thần hồn của tôi bằng một con bù nhìn để tôi ở bên cạnh ông ấy. Một mình tôi sống ở đây quá lâu, đã nhìn thấu hết hồng trần từ lâu. Cậu có thể đến đây chắc chắn là sự sắp đặt của ông trời. Tôi có thể yên tâm đi rồi. Ngô Bình ngạc nhiên, muốn đi đâu thế? Bù nhìn nói, sở dĩ tôi còn ở lại chỗ này là vì không muốn thấy thảo dược chủ nhân vất vả trồng bị bỏ hoang không ai trông coi. Cậu là thầy luyện đan, am hiểu dược liệu, bây giờ tôi giao mọi thứ lại cho cậu quản. Trong căn nhà này có vài thứ chủ nhân để lại, có cả sách ông ấy viết, những thứ này đều để lại cho cậu. Ngô Bình, e là tôi không có nhiều sức lực để trông coi nơi này. Bù nhìn, không cần trông coi, chỉ cần thỉnh thoảng đến kiểm tra là được. Nơi này chỉ là một trong rất nhiều vườn thuốc của chủ nhân, bây giờ có lẽ là cái duy nhất rồi. Sau đó anh ta nhìn Ngô Bình nói, sống quá nhàm chán, tôi không đợi được nữa. Không để Ngô Bình nói gì, Bù nhìn Bình An đi đến chỗ gốc cây, từ từ ngồi xuống. Sau đó một làn khói xanh bay ra từ trên thân Bù nhìn, đầu nó từ từ cúi xuống. Ngô Bình biết Bình An đã không còn thần hồn, bây giờ nó chỉ là một bù nhìn mà thôi, không có linh hồn. Nhìn bù nhìn, Ngô Bình ngây người, anh ta đã trải qua chuyện gì mà lại vội vã kết thúc cuộc đời như vậy. Cậu thở dài, sau đó đào một cái hố dưới gốc cây rồi cho bù nhìn yên nghỉ ở đây. Chôn cất bù nhìn Bình An xong, cậu đi vào nhà, bên trong không có gì cả, một cái bàn, vài cái ghế, một giá sách, vài dụng cụ được treo trên tường, một cái cuốc. Thuốc, một giỏ đựng thuốc, v.v. Trên giá sách có rất nhiều sách, cậu lấy một cuốn, trong sách có bản đồ địa hình của toàn bộ đỉnh thần nông, có vài nơi trong đó được đánh dấu, đó đều là nơi trồng dược liệu. Dược liệu trong vườn thuốc chỉ là một phần, vài loại thuốc tốt được trồng ở những nơi khác trên núi. Sau đó, Ngô Bình bỏ hết tất cả sách bên trong vào pháp khí chứa đồ, sau đó lại đến vườn thuốc hái một ít dược liệu có thể dùng trong thời gian sắp tới rồi đi xuống núi. Cậu không thể ở trên núi quá lâu, nếu không lúc người khác hỏi, cậu không tiện giải thích, dù sao cậu không thể nói với người ngoài chuyện mình có được vườn thuốc của thần nông. Cậu vừa xuống núi vừa bày bố ảo trận ở giữa sườn núi, từ nay về sau nếu có ai bước đến gần thì sẽ rơi vào ảo cảnh, không thể nào lên núi được. Cuối cùng cậu cũng đến chân núi, mấy người tử hy đang ngồi trên một tảng đá lớn đợi cậu về.
Cậu Ngô, nhìn thấy Ngô Bình, Tử Hy vẫy tay với cậu. Để các cô đợi lâu rồi, cậu nói. Tử Hy cười nói, cũng không lâu lắm, tiếp theo cậu Ngô có dự định gì không? Cậu nhìn đỉnh thần nông nói, nhân hoàng giới không chỉ có một đỉnh thần nông, chúng ta đi vòng đến nơi khác. Tử Hy cười nói, đỉnh thần nông, những nơi khác vẫn chưa tìm hiểu. Mục tiêu lần này của bọn tôi chỉ có đỉnh thần nông. Ngô Bình, các cô đi đâu còn phải tìm hiểu trước sao? Tử Hy, đương nhiên, có vài nơi khá nguy hiểm, nếu không tìm hiểu trước thì có thể mất mạng ở đó. Lúc này Thu Nam Ni Âu Ngô, sau này vẫn còn có thể đến nhân hoàng giới. Hay là đi với chúng tôi đến Thái Hoàng giáo trước, bên thiên giới chân hoàng có rất nhiều địa điểm thú vị, bọn tôi dẫn anh đi chơi vài ngày. Ngô Bình động lòng, cậu vẫn chưa từng đến thiên giới, đúng là muốn đến đó thử xem bèn hỏi, vậy từ thiên giới chân hoàng về đến thế tục có tiện không? Tiện chứ, chúng tôi có trận pháp dịch chuyển, có thể về bất cứ lúc nào, Thu Nam cười nói. Tử Hy cũng mong Ngô Bình đồng hành cùng họ, đúng thế, hơn nữa chúng ta đều có thể đến nhân hoàng giới bất cứ lúc nào. Ngô Bình khá hâm mộ họ, cậu là tu sĩ ở thế tục, lần sau nếu muốn vào nhân hoàng giới, vẫn không biết phải đợi đến bao giờ. Lãnh Thanh Huy cậu Ngô, nếu như không có việc gì, chỉ bằng đi theo bọn tôi đến tiên giới chân hoàng chơi vài ngày. Mặc dù chúng tôi chỉ là đệ tử chân truyền nhưng sư phụ đều là bậc cao của Thái Hoàng giáo, có chút mối quan hệ ở Thái Hoàng giáo. Ngô Bình gật đầu, được, vậy làm phiền mọi người. Tử Hy rất vui, tốt quá, vậy chúng ta còn đợi gì nữa, về Thái Hoàng giáo thôi. Mọi người bàn bạc một chút rồi thi triển độn thuật, rời khỏi đỉnh thần nông. Còn chưa tới con đường ánh vàng, hai bóng người đột nhiên cản họ lại, mấy người Lãnh Thanh Huy lơ lửng giữa không trung, nhìn hai kẻ cản đường, mặt mũi trắng bệch. Các người có thể đi, tên này ở lại, người nói chuyện mặc áo khoác da thú màu vàng, bên hông đeo. Thanh loan đao, mũ cũng làm bằng da thú màu vàng. Cơ thể người này cao lớn, đồng tử màu tím, mày rậm hơi nhướng, mặt đầy râu. Lãnh Thanh Huy nói, cậu cự, chúng tôi là đệ tử của Thái Hoàng giáo. Câm mồm, còn dám nói thêm một chữ thì cậu cũng ở lại, cậu cự kia không hề nể mặt Lãnh Thanh Huy. Lãnh Thanh Huy không dám hó hé gì thế, sắc mặt khó coi, lui ra sau một khoảng. Ngô Bình biết mấy kẻ này đến vì mình. Cậu nói với Tử Hy, mọi người qua bên kia đỉnh núi chờ tôi. Cách đó không xa có một ngọn núi nhỏ, trên núi đang có hai người đứng, đúng là người áo xanh và người áo vàng mà cậu đã gặp trên đỉnh thần nông. Tử Hy nói, cậu Ngô, người nó là cậu chủ nhà vương tộc họ Cự. Ngô Bình từng nghe nói trên thế gia vạn năm vào đại giáo còn có thể lực mạnh mẽ hơn, được gọi là vương tộc. Chữ vương này không phải là chỉ người được sắc phong hay hoàng thất đại hạ mà là cường giả tối cao ở một lĩnh vực. Tình hình chi tiết thì Ngô Bình không rõ nhưng cậu biết hễ ai có được ngôi vương thì đều là cường giả đứng đầu. Một khi gia nào đó có được ngôi vương thì sẽ trở thành vương tộc. Hiển nhiên nhà họ Cự đã thăng cấp thành vương tộc nên người của Thái Hoàng giáo mới kiêng dè thế kia. Ngô Bình nói, yên tâm đi, tôi không sao. Nhóm Tử Hy chỉ có thể đi tới bên ngọn núi kia, người. Áo vàng và áo xanh không để ý tới họ, trong đó, người áo vàng thản nhiên đi biết họ sẽ ra tay mà. Người áo xanh, để xem cậu ta đối phó thế nào. Ngô Bình nhìn sang mặt đầy đầy râu, anh bảo tôi ở lại là vì có gì chỉ giáo hả? Mặt đầy râu rút một con chuột lông vàng từ trong ngực ra, đây là chuột thuốc, nó nói cho tôi biết trên người cậu có mùi nhiều loại dược liệu. Điều này chứng minh cậu hái không ít dược liệu trên đỉnh thần nông. Bây giờ giao hết ra đây rồi cút. Ngô Bình nhìn gã, tôi hái không ít dược liệu nhưng sao tôi phải đưa cho anh? Mặt đầy râu cười to, thú vị, tôi vốn định cho cậu sống, cậu đã muốn chết thì đừng trách tôi. Tay gã cầm đao, không khí chung quanh đọng lại, bầu trời tối sâm, mặt đất dưới chân xuất hiện ảo ảnh núi thây biển máu. Lãnh Thanh Huy biến sắc, không ổn, đây là đao kỹ vương tộc Thi Sơn Trảm. Vẻ mặt người áo xanh phức tạp. Nghe nói công pháp vương tộc có sinh mệnh, sẽ không ngừng phát triển. Công pháp thi triển ra, lần sau mạnh hơn lần trước, xem ra lời này không sai. Người áo vàng, trong tay cự trần xa là vương biên hồ. Tử Hy siết chặt tay, cậu Ngô, cố lên. Ngô Bình cầm kiếm thất tinh long uyên, cậu cảm nhận được đao thế của đối phương vô cùng khủng bố, đao này như kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, làm cho cậu cảm thấy nguy cơ dữ dội. Thi Sơn Trảm. Cự trần xa mặt đầy râu vung đao trong tay, núi thây chấn động,
biển máu quay cuồng, một tia đao mang long trời lở đất chém tới. Kiếm thất tinh long uyên vung nhẹ, sức mạnh ba mũi tên trong người cậu tràn vào kiếm, một đống kiếm quang tách ra trời đất, đánh nát đao mang. Âm! Một tiếng vang lớn, núi thây biển máu không còn, khí lưu trong không trung nổ mạnh tạo thành một lỗ đen. Tay cự trần xa run lên, một đòn vừa rồi trông khá dễ dàng nhưng đó là mượn dùng sức mạnh của vương binh này. Nhưng gã không ngờ, đối phương lại đỡ được, một đòn đáng sợ này. Nửa người Ngô Bình cũng phát run, cậu kinh hoàng vì một đòn này quá mạnh mẽ. Nhưng cậu cũng có sự tự tin vì cậu còn chưa dùng hết toàn lực, cũng không dùng sát chiêu. Cự trần xa thu đao, nhìn chằm chằm Ngô Bình, nhóc con, cậu có lai lịch gì? Ngô Bình nghĩ ngợi, quyết định nói ra một thân phận, Chí Tôn Kiếm Đường Ngô Bình. Hóa ra là người của Chí Tôn Kiếm Đường, thảo nào cậu mạnh vậy, cự trần xa nói. Ngô Bình vung trường kiếm trong tay, vậy không lấy dược liệu của tôi nữa sao? Cự trần xa nhíu mày. Trước đó gã muốn cướp dược liệu, là vì cảm thấy Ngô Bình chẳng là ai, thuận tay thì cướp. Nhưng giờ thì khác, thực lực Ngô Bình rất mạnh, địa vị không nhỏ, gã phải suy xét hậu quả. Không cướp được, gã nói, tôi bỏ vụ này. Người này lại mặt dày nói, Ngô Bình thu kiếm, tôi nhớ mặt anh rồi, cậu cự. Cự Trần Sa, vậy tốt nhất cậu nên nhớ kỹ tôi tên Cự Trần San. Nói xong gã dẫn đồng bọn nghênh ngang rời đi. Mấy người Tử Hy vội chạy đến, cậu Ngô không sao? Chứ? Ngô Bình, không có gì, chúng ta đi thôi. Thấy đoàn người đi xa, người áo xanh thở dài, quả nhiên là lợi hại. Người áo vàng, thiên hạ này lại có thêm một thiên tài xuất chúng. Về tới con đường ánh vàng, Lãnh Thanh Huy lại tìm được một chiếc xe ngựa, mọi người ngồi lên xe. Xe ngựa chạy trên đường lớn nửa tiếng, phía trước, bên trái hiện ra một cánh cửa ánh sáng, Lãnh Thanh Huy. Nói một tiếng, mọi người bay lên trời, tiến về phía cánh cửa. Sau khi xuyên qua cánh cửa ánh sáng, mấy người đáp xuống quảng trường, sân rất rộng, cách đó không xa thấp thoáng bóng người. Ngô Bình vừa tới, cậu cũng cảm thấy nơi này khác với thế tục, đây là tiên giới sao? Tử Hy nói, cậu Ngô, đây chính là Thái Hoàng giáo. Tỉnh Viêm, đi tới chỗ tôi trước đi, chỗ tôi lớn hơn một chút. Ở Thái Hoàng giáo, đệ tử chân truyền đều có nơi ở riêng, chỗ Tỉnh Viêm ở khá lớn hợp để đãi khách. Tử Hy, được, tôi về trước, tí nữa qua bên chỗ Tinh Viêm. Mọi người đều tự trở về, Tinh Viêm dẫn Ngô Bình bay qua sân rộng, tới một sơn cốc. Ngô Bình thấy dưới chân là vô số kiến trúc lớn và nhỏ, xa hơn còn có thành thị, thôn trấn. Trong lúc bay, Ngô Bình phát hiện mình thi triển độn thuật ở đây rất dễ dàng, hiệu quả tốt hơn nhiều. Vì vậy anh hỏi Tỉnh Viêm, anh Tinh. Có phải pháp thuật thi triển ở tiên giới dễ hơn thế tục không? Tỉnh Viêm, đúng vậy, nên tu sĩ thế tục cùng cấp mạnh hơn tu sĩ ở tiên giới chúng tôi. Chưa nói được mấy câu, hai người đáp xuống một sân nhỏ ở lưng chừng núi, sân nhỏ có ba khu nhà, chỗ nào cũng có vườn hoa, bên trong không thiếu người hầu. Tiến vào khu nhà thứ hai, Tỉnh Viêm mời Ngô Bình ngồi ở phòng khách. Chỉ trong chốc lát sau, Thu Nam, Lãnh Thanh Huy, Tử Hy lần lượt chạy tới. Tinh Viêm đã bảo người hầu đi nhóm lửa, bảo là muốn uống vài ly. Khi mọi người đang nói chuyện phiếm, không trung truyền tới giọng nói, người đâu hết rồi. Sau đó một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở cửa ra vào, đó là một người đẹp mặc váy đỏ, gương mặt không hề thua kém Tử Hy thậm chí còn nhỉnh hơn. Cô gái này có đôi môi đỏ mọng, mày như vẽ, tóc bay lên theo từng cử động tạo thành ấn tượng sâu sắc với Ngô Bình. Thấy cô gái này, Thu Nam cười nói, sư thúc. Người tới là Liễu Sư Thúc mà Thu Nam đã nhắc tới, tên là Liễu Thi Thi. Ánh mắt Liễu Thi Thi dồn hết sự chú ý vào Ngô Bình, cô ta cười nói, Thu Nam, đây là thiên tài mà con đã nói trong thư à. Thu Nam vội gật đầu, vâng, Sư Thúc, cậu ấy tên Ngô Bình, là đệ tử Chí Tôn Kiếm Đường. Lúc chúng còn ở Nhân Hoàng Giới, cậu ấy từng dùng một chiêu đánh lui Cự Trần Sa vương binh nhà vương tộc họ Cự. Ôi, đôi mắt Liễu Thi Thi sáng rực, đánh lui cả vương binh sao? Không tệ. Ngô Bình cảm thấy ánh mắt Liễu Sư Thúc này nhìn mình như sói thấy dê vậy, cậu vội nói, tạm thời tôi không có ý định bái sư. Liễu Thi Thi nói, cậu và nhà họ Cự đã có giao tranh thì cũng nên biết thực lực của họ chứ. Ngô Bình, uy lực của vương binh đúng là rất mạnh nhưng thực lực của Cự Trần Sa cũng tạm. Liễu Thi Thi, đó là do cậu ta không phải thành viên trung tâm của vương tộc, nếu không sao cậu có thể xử lý.
Ngô Bình không nói gì, theo cậu thấy cũng không có gì đáng khen, ai thắng ai thua thì chưa biết đâu. Hẳn là cậu chưa biết tổ tiên những người này tìm được. Ngôi vương bằng cách nào? Nếu cậu chịu gia nhập Thái Hoàng giáo, sau này sẽ có cơ hội bước lên ngôi vương. Ngô Bình có chút động lòng, không phải thực lực mạnh là có thể đạt tới ngôi vương à? Liễu Thi Thi lắc đầu, tất nhiên là không, từ lúc vũ trụ được tạo thành tới nay, thiên hạ này có 108 ngôi vương, 3 hoàng đồ. Trong đó, 108 ngôi vương dưới hình thái ngai vàng thì còn 42 cái vô chủ, còn 3 hoàng đồ, chẳng biết đang trốn ở đâu. Nếu ai đó muốn tiếp xúc ngai vàng thì nhất định phải có được tối thiểu là 10 vương tộc đồng ý. Nếu không được, đồng ý thì ngay cả cơ hội kết nối cũng không có đâu. Bạn bè của Thái Hoàng giáo ở khắp thiên hạ, qua lại với 18 vương tộc. Nếu cậu gia nhập, sau này sẽ có cơ hội tiếp xúc ngai vàng, thậm chí có được ngôi vương. Ngô Bình, nhưng tôi đã gia nhập Liên Sơn Tông. Liễu Thi Thi, vậy thì sao? Liên Sơn Tông cũng không ở tiên giới chân hoàng này, hai bên không xung đột gì. Dù là đệ tử Liên Sơn Tông thì cũng không ảnh hưởng việc cậu gia nhập chúng tôi. Dù Liên Sơn Tông biết thì cũng là mừng cho cậu, có thể tạo quan hệ với Thái Hoàng giáo là vinh hạnh của họ. Ngô Bình còn đang lo lắng, Liễu Thi Thi tiếp tục, đương nhiên là yêu cầu của tôi đối với đệ tử rất cao, thà thiếu chứ không nhận bừa. Nếu cậu không có lòng tin với bản thân, tôi cũng không miễn cưỡng. Tuy biết cô ta đang khích tướng nhưng Ngô Bình vẫn không vui, tiêu chuẩn của cô là gì? Liễu Thi Thi, Thái Hoàng giáo có một bức tranh tên là Thái Hoàng Đồ. Năm đó sư tổ Thái Hoàng ngộ ra chín mục trong Thái Hoàng Đồ, chín mục Thái Hoàng này vô cùng huyền ảo, trước giờ, các đệ tử có thể lĩnh ngộ tối đa được 2-3 mục. Trong đó, mà đa phần đều chỉ có thể ngộ ra một trong 9. Cậu có thể lĩnh ngộ được 3 mục thì mới được bái nhập dưới trướng tôi. 9 mục Thái Hoàng sao? Ngô Bình lập tức có hứng thú, tôi bằng lòng thử một lần. Liễu Thi Thi, 9 mục Thái Hoàng này là truyền thừa cơ sở của Thái Hoàng giáo, tôi phải về xin phép trưởng lão rồi mới dẫn cậu vào được. Ngô Bình, vậy phiền cô Liễu Thi Thi đi rồi, Tử Hy mới cười nói, rõ ràng Liễu Sư Thúc rất muốn nhận nhưng vẫn dùng 9 mục Thái Hoàng để khảo sát. Ngô Bình không biết về chín mục Thái Hoàng nên hỏi, chín mục này có khó không? Tử Hy, tất nhiên là khó, mấy người chúng tôi chỉ tìm hiểu được một thôi. Tử Hy nghĩ tới Thái Hoàng Đồ kia thì tôi xem được không? Tử Hy cười, sao lại không? Thái Hoàng Đồ năm trong Đại Điện Thái Hoàng, các đệ tử đều có thể xem nhưng Đại Điện chỉ mở cửa một lần mỗi 7 ngày, còn phải chờ thêm 2 hôm nữa. Ngô Bình, tại sao Thái Hoàng Đồ lại được cho người ngoài xem? Thái Hoàng giáo không sợ bị người khác nhìn ra bí mật à? Lãnh Thanh Huy nói, chín mục Thái Hoàng đã khó như thế, Thái Hoàng Đồ thì khỏi phải bàn. Lúc trước sư tổ cũng chỉ tìm hiểu được chín mục trong trường hợp có cơ duyên. Người ngoài muốn hiểu biết hết thì là chuyện bất khả thi. Ngô Bình, sư tổ Thái Hoàng năm đó lợi hại như vậy thì có ngôi vương không? Nói tới đây, Lãnh Thanh Huy thở dài, năm đó sư tổ từng tranh đoạt một ngai vàng với nhà họ Phong nhưng thất bại. Cũng nhờ đó, nhà họ Phong cũng trở thành vương tộc mạnh mẽ. Nhưng sau này lão tổ nhà họ Phong và sư tổ của giáo chúng tôi lại trở thành bạn tâm đầu ý hợp, quan hệ hai bên vẫn giữ tới nay. Ngồi thêm một hồi, Liễu Thi Thi xuất hiện lần nữa, các trưởng lão có ý là người ngoài không thể học chín mục Thái Hoàng. Thế này đi, cậu bái tôi làm sư phụ trước, tôi nhận cậu làm đệ tử ký danh, vậy cậu sẽ có thể tìm hiểu chín mục Thái Hoàng. Ngô Bình có cảm giác muốn rút lui, đệ tử ký danh cũng không có tài nguyên gì cả. Liễu Thi Thi, cậu là đệ tử của tôi, tất nhiên sẽ có đãi ngộ của đệ tử chân truyền. Thu Nam vội nói, đệ tử chân truyền có đãi ngộ không tệ đâu, mỗi lần đột phá đều được thưởng. Ngày thường có thể nhận nhiệm vụ do giáo phân phối. Ngô Bình gật đầu, thế cũng tốt. Cậu bái Liễu Thi Thi ba cái, đệ tử Ngô Bình, ra mắt sư tôn. Liễu Thi Thi ừ một tiếng, cậu tạm thời là đệ tử ký danh, cuối cùng cậu có thể thành đệ tử của tôi hay không thì phải coi tư chất rồi. Nếu cậu không làm được, tôi sẽ xóa tên. Ngô Bình, vâng. Liễu Thi Thi nói với Tử Hy, Ngô Bình giao con. Cậu ấy không biết gì, con cứ hướng dẫn nhé. Vâng sư thúc, Tử Hy vội vàng nói. Liễu Thi Thi đi rồi, Tử Hy mới dẫn Ngô Bình tới nơi đăng ký đệ tử ký danh, chính thức gia nhập, cũng nhận thân phận đệ tử chân truyền. Tuy ngoài miệng Liễu Thi Thi nói cậu là đệ tử ký danh nhưng thật ra cậu có thân phận đệ tử chân truyền. Lấy đồ xong, Tử Hy dặn dò vài quy tắc cho Ngô Bình, mọi đệ tử mới đều phải được huấn luyện 3 ngày.
Ngô Bình, còn cần huấn luyện sao? Thu Nam lại đáp thay, đúng vậy, sau khi huấn luyện thì mới có thể hiểu hết quy tắc của Thái Hoàng giáo. Ngô Bình, khi nào bắt đầu? Hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai tôi dẫn cậu đi. Sau đó Ngô Bình được dẫn tới ngọn núi của Liễu Thi Thi ở đỉnh Ngũ Liên. Đỉnh Ngũ Liên là nơi có hoàn cảnh tốt nhất trong mấy ngọn núi. Nhưng cái khác là trên đỉnh Ngũ Liên chỉ có Liễu Thi Thi và vài người làm việc vặt, không có đệ tử. Vì thế các trưởng lão khác đều có ý kiến, thậm chí còn yêu cầu thu hồi đỉnh Ngũ Liên. Dù sao mấy nhánh khác đều nhiều đệ tử tới mức một ngọn núi không còn chỗ ở mà đỉnh Ngũ Liên lại không có ai. Đỉnh Ngũ Liên có vài nhà để ở, Tử Hy chọn một nơi có hoàn cảnh tốt nhất cho cậu, sắp xếp xong thì Tinh Viêm, Thu Nam, Lãnh Thanh Huy cũng tới. Hôm nay Ngô Bình đã trở thành một thành viên trong số họ, họ cũng biến thành sư tỷ, sư huynh của cậu. Trưởng bối của mấy người họ đều là trưởng lão trong giáo, hơn nữa đều đã bái sư, thuộc các nơi khác nhau nhưng họ chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, quan hệ thân thiết, thường xuyên cùng nhau làm việc. Tỉnh Viêm mang theo không ít rượu, năm người chè chén thoải mái. Uống tới sáng, không ai về, tự mình tìm một phòng nhỏ để nghỉ. Cũng may chỗ Ngô Bình ở khá lớn, mấy chục. Phòng nhỏ, nhiều người hơn vẫn chứa được. Nghỉ một hồi, trời đã sáng, Tử Hy vội gọi Ngô Bình dậy, hai người rửa mặt rồi chạy tới nơi huấn luyện. Họ đi vào một quảng trường không lớn, hiện tại đang có hơn 100 người đang chờ, phụ trách huấn luyện là vài giáo viên. Địa vị của giáo viên ở Thái Hoàng giáo không bằng trưởng lão, nhưng họ phụ trách đào tạo người mới, là trợ thủ của các trưởng lão. Trên quảng trường bày ra một cái bàn, một giáo viên ngồi ở đó. Ngô Bình đưa thẻ bài thân phận của mình ra cho đối phương theo lời Tử Hy. Giáo viên đó nhìn Ngô Bình nói, hóa ra là đệ tử chân truyền, trong đám người này có 3 đệ tử chân truyền. Ông đưa bài ngọc màu trắng lại cho Ngô Bình nói, đây là thẻ ngọc cậu sử dụng trong quá trình huấn luyện, biểu hiện mấy ngày nay của cậu sẽ được ghi lại trên đó. Mười mấy phút sau, một giáo viên để râu đứng ra nói, tôi là giáo viên của mọi người, tên là Lục Chuẩn. Sau đó anh ta lạnh lùng nói, cho mọi người 10 giây, tất cả xếp thành hàng từ cao đến thấp. Ngô Bình nhìn thoáng qua, phát hiện không có người chỉ huy, mọi người tùy ý đứng thành hàng, cậu lập tức đứng ở bên ngoài, lớn tiếng nói, 125 người, mỗi đội 25 người. Cậu, đứng bên này. Tu vi của cậu tương đối cao, mọi người đều phối hợp đứng ở các vị trí khác nhau theo hướng dẫn của cậu, cứ thế chỉ trong 8 giây, Ngô Bình đã chỉ huy mọi người đứng thành 5 đội. Sau đó cậu cũng tiến vào đội 1. Giáo viên Lục rất hài lòng, anh ta hỏi Ngô Bình, cậu tên gì? Đệ tử là Ngô Bình. Giáo viên Lục nói, Ngô Bình, cậu chọn mấy người rồi phát 125 cuốn sách quy tắc Thái Hoàng giáo này cho mọi người. Thế là Ngô Bình gọi 5 người, bảo họ lần lượt phân phát sách cho mọi người. Phát sách quy tắc xong, thầy Lục nói, cho mọi người nửa tiếng để học thuộc lòng 5.600 chữ trong sách, phải học từng chữ không được bỏ sót. Nửa tiếng sau, tôi sẽ đặt câu hỏi, nếu ai không thuộc thì chép tay 10.000 lần cho tôi. Sau khi nhận được sách, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn ngồi xuống học thuộc nội dung trong sách, có hơn 5.600 chữ, phải mất vài phút mới đọc hết một lần, nửa tiếng phải học thuộc nó quả thật rất khó. Ngô Bình chỉ đọc một lần đã nhớ được kha khá, đọc xong lần thứ hai đã thuộc 5 lòng. Thấy Ngô Bình không đọc nữa, Lục Chuẩn hỏi, Ngô Bình, cậu thuộc rồi sao? Ngô Bình đứng dậy, thưa thầy, em thuộc rồi. Tốt lắm, quy tắc thứ 37 là gì? Ngô Bình, không được ức hiếp, làm hại, phản bội đồng môn, người nào vi phạm thì chặt một tay, nghiêm trọng thì móc mắt cắt tai, nhốt vào thủy lao 20 năm. Lục Chuẩn gật đầu, khá lắm, lát nữa cậu kiểm tra họ giúp tôi. Vâng, hết nửa tiếng, Ngô Bình và Lục Chuẩn bắt đầu kiểm tra ngẫu nhiên, yêu cầu họ tùy ý đọc thuộc lòng một quy tắc nào đó. Những người không thuộc lập tức đau đớn chạy sang một bên chép phạt. Cuối cùng trong 125 người chỉ có 53 người thông qua, những người còn lại đều chạy sang một bên chép phạt. Mà chép phạt 10.000 lần cần rất nhiều thời gian. Lục Chuẩn để 53 người đứng thành hai hàng nói, đám ngốc này, các cậu phải chép phạt rất lâu đấy. Tiếp theo giáo viên này tiếp tục huấn luyện các cậu. Nói rồi anh ta nhìn một giáo viên khác, bên Điện Thái Hoàng đã chuẩn bị xong chưa? Giáo viên đó nói, đã xong rồi, có thể đến đó. Lục Chuẩn gật đầu, nói với mọi người, tiếp theo, các cậu đến Đại Điện Thái Hoàng với tôi, tìm hiểu lịch sử Thái Hoàng giáo, chiêm ngưỡng hình Thái Hoàng và tượng, di vật của tổ sư các đời.
Thế là Lục Chuẩn dẫn Ngô Bình 53 người đến một đại điện, điện này chính là đại điện Thái Hoàng, ngoài cổng có 8 người canh gác, mỗi người đều có khí tức rất mạnh, là cường giả cảnh giới thần thông. Trước đại điện có 49 cây cột, cửa điện cao lớn, phải cần 4 người hợp sức mới có thể mở được một cánh cửa trong đó. Mọi người lần lượt đi vào điện, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một bức tranh cực lớn, bức tranh này được treo trên bức. Tường chiếu bóng, dài 18 mét, rộng 9 mét, hoa văn trên đó rất kỳ dị, không ngừng thay đổi. Lục Chuẩn nói, đây là hình của Thái Hoàng, các cậu tốt nhất đừng nhìn lâu, nếu không tinh thần sẽ rơi vào hư không, không thể tự giải thoát được. Trước đây có rất nhiều người tự cho rằng mình thông minh, muốn học hỏi điều gì đó từ các tổ sư, kết quả là họ đều trở thành những kẻ điên và ngu ngốc. Vừa nghe anh ta nói thế, mọi người đều rời tầm mắt, chỉ có Ngô Bình vẫn nhìn chăm chú vào Thái Hoàng Đồ. Cậu nhận thấy hình như Thái Hoàng Đồ này che giấu thông tin trong ảo. Cảnh nào đó. Nhưng sau đó cậu cũng rời ánh mắt đi, dù sao bây giờ vẫn không phải lúc lĩnh hội nó. Đi đến trước một bức tượng, Ngô Bình nhìn người mặc áo. Bao đội vũ quan đó. Lục Chuẩn, đây là người sáng lập ra Thái Hoàng giáo chúng ta, sư tổ Thái Hoàng, Trương Phục Long. Sau đó anh ta dẫn mọi người đến bái lạy bức tượng, sau đó nói đến lịch sử của Thái Hoàng giáo. Cả buổi sáng, mấy người Ngô Bình đều nghe lịch sử Thái Hoàng giáo và sự tích đầu não chính, cũng nghe rất tập trung. Đến buổi trưa, Lục Chuẩn nói, mọi người có thể nghỉ ngơi, đi ăn uống gì đó, buổi chiều vẫn còn hoạt động. Thấy mọi người định đi ra ngoài, Ngô Bình hỏi, thầy Lục, em có thể tiếp tục ở lại đại điện một lát không? Lục Chuẩn nói, được chứ, nhưng cậu tốt nhất đừng nhìn Thái Hoàng Đồ quá lâu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, không ai cứu được cậu đâu. Ngô Bình cười nói, thầy yên tâm, em chỉ nhìn chút thôi. Đợi mọi người đều ra khỏi đại điện, Ngô Bình đi đến trước bức tường chiếu bóng, nhìn chăm chăm Thái Hoàng Đồ. Lúc này cậu sử dụng huyền thiên mộng cảnh để thử giao tiếp với Thái Hoàng Đồ. Chỉ thoáng chốc, huyền thiên mộng cảnh của cậu bị Thái Hoàng Đồ hấp thu, sau đó tinh thần của cậu rơi vào một thế giới cực kỳ phức tạp và kỳ diệu. Thế giới này khác hẳn thế chân thật bên ngoài, nó là ảo ảnh, thuộc thế giới cấp thấp. Là do ảnh chiếu của rất nhiều sự vật thật của thế giới chủ tạo thành. Ngô Bình là tu sĩ bước ra từ thế giới cấp thấp, rất nhanh. Cậu đã thích nghi được với hoàn cảnh của thế giới cấp thấp, hơn nữa trải qua rất nhiều giấc mộng ngàn năm. Chỉ mấy giây trôi qua, toàn thân Ngô Bình chấn động, tinh thần rời khỏi Thái Hoàng Đồ, nhờ huyền thiên mộng cảnh giúp đỡ, cậu trải qua 1180 năm ở trong Thái Hoàng Đồ. Trong 1180 năm này, cậu đã trải qua rất nhiều thứ. Đầu tiên là đi vào 12 thế giới tu luyện, lần lượt học được một bộ công pháp, khi cậu tổng hợp các công pháp này thì hình thành một bộ công pháp cực kỳ mạnh và bí ẩn, Thái Thượng Hoàng Thiên Kinh. Cậu không biết sự khác biệt giữa Thái Thượng Hoàng Thiên Kinh và Chín Mục Thái Hoàng, cậu chỉ biết những gì cậu nắm giữ là tinh hoa cốt lõi của Thái Hoàng Đồ. Giấc mộng ngàn năm, Ngô Bình cảm thấy tinh thần và thể lực của mình đã cạn kiệt, cậu ngồi phịch xuống đất, cả người mềm nhũ, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Đang lúc cậu nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, cậu cảm nhận được có người bước vào, sau đó một giọng nói vang lên cách đó không xa. Cậu cũng can đảm đấy, dám một mình nhìn chăm chằm Thái Hoàng Đồ. Nghe nói thế, Ngô Bình khẽ nhíu mày, cậu không quay đầu lại nói chính xác hơn là tôi quang minh chính đại nhìn. Không biết tự lượng sức mình, đối phương cười nhạo. Ngô Bình, bản thân không đạt được gì, người khác nhìn một cái lại là không biết tự lượng sức mình. Đối phương hừ một tiếng, cậu biết tôi là ai không? Ngô Bình, tôi không có hứng thú với anh, nói rồi cậu đứng lên, nhìn người phía sau. Đây là một người đàn ông không nhìn ra tuổi tác của anh A, mặt rất nhỏ, vẻ mặt bư ồn bã như đang khóc. Tôi là Khô Thiên, người này nói, đệ tử nòng cốt của Thái Hoàng giáo. Ngô Bình rất bất ngờ, theo như cậu biết đệ tử cốt cán của Thái Hoàng giáo chỉ có 5 người, ai cũng là người được chọn ra từ hàng ngàn thiên tài. Đệ tử cốt cán có tư cách tham gia hội nghị trưởng lão, hoạch định chính sách lớn của Thái Hoàng giáo, cuối cùng đa phần sẽ trở thành thượng trưởng lão chén chốt, thậm chí là ứng cử viên cho vị trí giáo chủ. Một người như vậy sao có thể chạy đến đây tìm mình chứ? Nghe danh anh đã lâu, anh tìm tôi có việc gì, Ngô Bình hỏi. Khô Thiên, nghe nói cậu đánh bại Cự Trần Sa. Ngô Bình, không bàn đến việc đánh bại, bọn tôi chỉ đánh một chiêu với nhau thôi. Có thể không chết dưới đòn tấn công của Vương Bình, thực lực của cậu ít nhất cũng là đệ tử tinh anh, Khô Thiên nói.
Anh ta dừng một chút, Liễu Sư Thúc đã không nhận đệ tử nhiều năm rồi, nhưng hôm qua đột nhiên tuyên bố sẽ thu nhận đồ đệ, mọi người đều rất tò mò. Cho nên, tôi đặc biệt đến đây để xem rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào. Ngô Bình, bây giờ anh đã thấy rồi đấy. Khu Thiên lắc đầu, tôi rất thất vọng. Ngô Bình, như nhau cả thôi. Khu Thiên nổi giận, một đệ tử chân truyền như cậu mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy. Ngô Bình hỏi anh a, anh đã lĩnh hội được bao nhiêu trong chín mục Thái Hoàng? Khu Thiên hừ một tiếng nói, tôi đã lĩnh hội được. Mục thứ ba trong chín mục Thái Hoàng, hơn nữa còn thu hoạch được kha khá. Ngô Bình lắc đầu, ngay cả mục thứ ba cũng không hiểu được thì xem ra thiên phú của anh cũng bình thường. Khu Thiên khinh thường nói, đồ không biết gì. Cậu tưởng chín mục Thái Hoàng dễ lắm sao? Nếu cậu có thể lĩnh hội được hai mục thì xem như cậu có bản lĩnh. Ngô Bình, hai mục, nếu tôi lĩnh hội thì ít nhất có thể lĩnh hội được sáu mục. Khu Thiên sửng sốt, sau đó bật cười vừa nói, mặc dù chín mục Thái Hoàng là do tổ sư Thái Hoàng viết nhưng tổ sư chỉ luyện được sáu mục đầu. Cậu tự cao tự đại thế nào mới dám ngông cuồng nói TH? Ngô Bình hơi kinh ngạc, tổ sư Thái Hoàng cũng chỉ lĩnh hội được sáu mục đầu. Nhưng cậu đã lĩnh hội được, tinh túy của Thái Hoàng đồ, có lẽ chín mục Thái Hoàng cũng không có gì khó với cậu. Có phải là ngông cuồng hay không, đến lúc đó sẽ biết, nói rồi cậu đứng lên đi ra khỏi điện. Lúc đi ngang qua Khu Thiên, cả người anh ta biến mất, anh ta thi triển thuật độn rất cao thâm. Ngô Bình bĩu môi, thuật độn cậu thi triển cao siêu gấp 10 lần. Nhưng bây giờ đối phương là đệ tử cốt cán, cậu lười so đo với anh ta. Cậu đi vòng khu vực xung quanh một lát, sau đó quay lại quảng trường. Không lâu sau, 53 người tập hợp lại. Buổi chiều có một hoạt động tập thể, học cùng với các đệ tử đã không còn là người mới nữa. Thái Hoàng giáo ngoài chín mục Thái Hoàng, còn có rất nhiều công pháp, kỹ năng võ thuật, bất kỳ ai cũng có thể học. Còn chín mục Thái Hoàng thì bình thường chỉ có trở thành đệ tử chân truyền mới có thể tiếp xúc. Để lại những người đó tiếp tục chép phạt, nhóm người Ngô Bình được Lục Chuẩn dẫn đến một sảnh diễn võ. Giáo viên kiếm kỹ hôm nay là một người phụ nữ, khoảng hơn 30 tuổi, kiếm pháp vô cùng sắc bén. Người phụ nữ họ Thái, mấy người Ngô Bình đến nơi, cô ta liền nói, mọi người gọi tôi là cô Thái, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ dạy mọi người 24 kiếm kỹ cơ bản. Sau đó cô Thái này bắt đầu chỉ dạy 24 kiếm kỹ cơ bản, lần lượt là rút, dương, nhấc, đánh, tấn công, đâm, chỉ, sụp đổ, khuấy đảo, đè ép, bổ, ngăn chặn, tẩy sạch, treo, thu hút, chém, chọn, xóa bỏ, chẻ, buộc, vòng tròn, dán, phỏng ấn. Kiếm kỹ cơ bản là nền tảng của kiếm kỹ. Cho dù là kiếm pháp cao siêu mạnh mẽ đến đâu cũng đều phải bắt đầu từ 24 kiếm kỹ này. Nhìn thấy cô ta đang chỉ dạy kiếm kỹ, Ngô Bình không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cậu hỏi Lục Chuẩn, thầy Lục, các giáo viên tông phái khác cũng truyền dạy các nền tảng kiếm kỹ này sao? Lục Chuẩn nói, đây là kiếm kỹ chỉ có Thái Hoàng giáo chúng ta mới có. Tổ sư của chúng ta từng là một tu sĩ thiên tài ở vạn kiếm tiên giới, đôi khi đến chân hoàng tiên giới. Ông ấy chưa từng bỏ kiếm thuật nên tu luyện kiếm thuật là một môn của giáo phái ta. Ngô Bình gật đầu, nghiêm túc nghe giảng. Cô Thái nói về 24 kiếm kỹ cơ bản trước một lần, sau đó từng bước giảng dạy thật chi tiết. Trước đó Ngô Bình lĩnh hội được một bộ kiếm pháp tuyệt thế trên tường kiếm, bây giờ thấy kiếm kỹ cơ bản này chỉ là một môn cho trẻ con, nhưng cậu vẫn bắt đầu học từ cơ bản. Chẳng hạn như bây giờ cậu đang luyện đâm, kỹ năng đâm kiếm rất đơn giản nhưng lại thay đổi nhiều. Chỉ là giáo viên cũng không giảng về những sự thay đổi ấy, cần bản thân phải hiểu được, những gì cô ta dạy đều là kiến thức cơ bản. Sau khi dạy hết một lần, cô Thái nói, mọi người đã học được nền tảng của kiếm pháp, bây giờ cho mọi người 15 phút để tự tạo ra một thức kiếm pháp của mình bằng kiếm pháp cơ bản này. Thật ra kiếm pháp kiếm thức đều là thấy chiêu phá chiêu, tự tạo ra kiếm pháp không khó, khó là tạo ra kiếm pháp có uy lực mạnh. Lúc này, có người đưa hai cuốn kiếm phổ. Cô Thái nói, các kiếm phổ này đều là tác phẩm đầu tay của thiên tài kiếm đạo ở các môn phái lớn trong tiên giới. Mọi người đều tranh nhau đi lấy kiếm phổ để tham khảo, chỉ có Ngô Bình không động đậy, cậu lấy kiếm long vực 7 sao của mình ra, có khi là đâm, khi thì điểm, cơ thể thì thoảng khựng lại. Dần ra động tác của cậu lưu loát hơn, kiếm trong ai biến thành vùng mây kiếm, xuất hiện ngẫu nhiên rong vòng 2 mét quanh người cậu. 15 phút sau đã không ai có thể nhìn thấy rõ Ngô Bình xuất kiếm thế nào, chỉ thấy cơ thể cậu hơi động đậy, kiếm quang lại xuất quỷ nhập thần,
lúc đông lúc tây, lúc phía lúc sau. Mọi người đều trố mắt nhìn, ngay cả cô Thái cũng trợn to mắt, há hốc miệng. Ngô Bình bỗng thu kiếm lại, cậu nhìn cô Thái nỉ cô Thái, kiếm pháp của em đã hoàn thành. Lúc này cô Thái mới hoàn hồn nói, tốt lắm, cậu biểu diễn cho mọi người xem đi. Ngô Bình, vâng, kiếm pháp này của tôi tên là Lôi Vân Tam Thức, mỗi thức 4 chiêu, có tất cả 12 chiêu. Nói rồi kiếm quang xuất hiện, không trung vang lên tiếng sấm, sau đó kiếm quang như mây xuất hiện trong vòng 2 mét quanh Ngô Bình, cơ thể cậu thi thoảng giấu mình vào trong mây kiếm, người như kiếm, kiếm lại như người. Ngô Bình chỉ sử dụng 4 chiêu kiếm pháp của thức. Thứ nhất, một chiêu cuối cùng kiếm như rồng, một luồng kiếm khí đâm vào không trung, tầng mây trên bầu trời bị đâm thành một lỗ hổng lớn. Sau đó Ngô Bình thủ kiếm lại nói, cô Thái, hai thức sau đó quá hung hãn, không tiện thì triển ở đây. Cô Thái vội nói, thức này là đủ rồi, cậu đi theo tôi. Ngô Bình đi theo cô Thái rời khỏi quảng trường, những người khác đều đi đến xem náo nhiệt. Euro ó người hỏi, cô Thái định đi đâu vậy? Chắc là để kiếm các 13 vị kiếm lão đánh giá rốt cuộc kiếm kỹ người này tạo ra thế nào. Người đó ngạc nhiên nói, gì cơ? Để ba vị kiếm lão đánh giá kiếm kỹ của cậu ta, không đến nỗi vậy chứ. Ba vị kiếm lão đều là cường giả siêu cấp ở một thời đại với ổ sư Thái Hoàng. Cậu không thấy kiếm kỹ của người đó sao? Lợi hại lắm, tôi nghĩ ít nhất là võ kỹ thượng cửu phẩm. Võ kỹ thượng cửu phẩm của Thái Hoàng giáo, chúng ta cũng chẳng có nhiều nhỉ. Một người mới vào đã có thể tạo ra võ kỹ thượng cửu phẩm, quả thật rất đáng sợ. Đúng là cô Thái muốn đến kiếm các. Kiếm các có, địa vị rất cao ở Thái Hoàng giáo, năm đó tổ sư Thái Hoàng có thể lập ra Thái Hoàng giáo, kiếm các cũng có công rất lớn. Kiếm các nằm trong một hang núi, mọi người vừa đến gần kiếm các đã có hai người cầm kiếm ngăn lại. Chuyện gì, hai người đó mặc đồ giáp sắt màu đen, khí tức đáng sợ, giọng nói như sấm rền. Cô Thái, tôi là giáo viên của Thái Hoàng giáo, vừa rồi có một đệ tử mới đến tạo ra một bộ kiếm kỹ. Tôi nhận thấy bộ kiếm kỹ này hẳn là thượng ngũ phẩm, thậm chí là thượng tứ phẩm nên cho mời kiếm lão đánh giá. Hai thanh niên vạm vỡ cầm kiếm đều ngây ra, một trong hai người nói, cái gì? Võ kỹ thượng ngũ phẩm sao? Cô Thái, đúng vậy, ít nhất là thượng ngũ phẩm. Một người đàn ông cầm kiếm nói, được, vậy các cậu hãy đi theo tôi, những người khác không được vào. Trong, thế là Ngô Bình và cô Thái được dẫn vào kiếm các. Kiếm các là một ngôi nhà ba tầng, trông có vẻ không lớn lắm, vào trong thì thấy xung quanh trống trải. Không có bóng người. Lúc này, có giọng nói vang lên, chúng tôi đã biết chuyện rồi, nhóc con, cậu tên gì? Một giọng nói già nua từ xa vọng đến, truyền vào tai Ngô Bình. Vãn bối là Ngô Bình. Thi triển kiếm pháp của cậu đi, người đó nói. Ngô Bình lập tức thi triển 3 chiêu 12 thức, của Lôi Vân Tam Thức ra. Uy lực thức thứ hai mạnh hơn thức thứ nhất, thức thứ ba thì còn dũng mãnh hơn, kiếm quang vừa xuất hiện thì kiếm khí lập tức bao trùm lấy toàn bộ kiếm các. Ngô Bình thu kiếm về, chủ nhân của giọng nói đó bật cười, khá đấy, có thể xếp vào võ kỹ thượng tam phẩm. Cô Thái ở bên cạnh, giật mình nói, thượng tam phẩm sao? Giọng nói đó tiếp tục nói, hôm nay kiếm các mở cửa nhận đồ đệ. Ông ta vừa dứt lời thì tiếng chuông trên đỉnh kiếm các đột nhiên vang lên. Tiếng sau nối đuôi tiếng trước, liên tục 9 tiếng. Các nhân vật cấp cao của Thái Hoàng giáo nghe thấy tiếng chuông đều cảm thấy giật mình, giáo chủ và các trưởng lão cố vấn đều đổ hết về kiếm các. Cô Thái cũng bất ngờ đến ngây ra, cô ta kéo Ngô Bình, khẽ nói, cuối cùng kiếm các cũng đã thu nhận đệ tử, cậu Ngô, cậu lợi hại thật. Ngô Bình hơi bất ngờ, hỏi, trước đây kiếm các không nhận đệ tử sao? Cô Thái lắc đầu, mặc dù luôn có người thừa kế kiếm đạo nhưng chưa từng nhận đệ tử. Vì yêu cầu của kiếm các cực kỳ cao, từ khi Thái Hoàng giáo thành lập cho đến nay, chưa từng có người nào đạt được yêu cầu của kiếm các. Lúc này, giáo chủ và các trưởng lão cố vấn cùng vào trong một không gian thần bí trên bầu trời của kiếm các. Trong không gian có một điện khác, ở đó có ba người đàn ông trông có vẻ chưa đứng tuổi lắm, chạc chừng 4-50 tuổi, đang ngồi trên ba chiếc ghế dựa. Thái Hoàng giáo chủ mặc đồ tím, đeo ngọc, đầu đội vương miện, trông rất cao quý nhưng lúc này, khi nhìn thấy ba người đó cũng phải cung kính quỳ dưới sàn chào, Trình Phong nghi chào ba vị tiền bối. Ba người đó là ba nhân vật đầu não của kiếm các, người đời gọi là kiếm lão. Thân phận của họ thần bí, chỉ có một số rất ít quan chức cao cấp của Thái Hoàng giáo. Biết được lai lịch của họ,
Người đàn ông ngồi giữa có mái tóc trắng còn hai người kia đều là tóc đen, ông ta rất điển trai, mặc bộ đồ màu lam, nói, năm xưa chúng tôi đã có giao ước với tổ sư của các người, chúng tôi trấn giữ Thái Hoàng giáo, sau này chỉ cần gặp được nhân tài phù hợp thì chúng tôi sẽ lập tức thu nhận người đó làm đệ tử, truyền thụ võ học. Giáo chủ Trình Phong nghi hỏi thử, tiền bối, cậu nhóc này được ba vị tiền bối chọn là cơ duyên của cậu ấy, nhưng hai nhà mình như một nhà. Liễu trưởng lão của đỉnh Ngũ Liên đã nhận cậu ấy làm đệ tử rồi, không biết hai bên có thể cùng dạy một đệ tử không? Trình Phong nghĩ biết rõ, người mà ba nhân vật lớn này chọn nhất định phải là thiên tài trong các thiên tài, dù là đệ tử nòng cốt của giáo cũng không thể bì được. Sao ông ta có thể từ bỏ nhân tài như thế được, đương nhiên là phải giành thử. Người ở bên có mái tóc bạch kim, trán có ký hiệu một ngọn lửa, nói, ba người chúng tôi chỉ nhận một đệ tử này thôi. Sao có thể san sẻ với tiểu bối được? Trình Phong nghỉ cười, nói tiền bối, chuyện gì cũng có trước có sau. Người bên phải nghe vậy thì hừng một tiếng lạnh lùng, lông trên người Trình Phong nghi dựng ngược hết lên, ông ta thót tim, vội vã nuốt mấy lời chưa nói hết xuống lại, sau đó tăng hẳn, nói, vậy để tôi về nói chuyện lại với Liễu trưởng lão, thuyết phục cô ấy đồng ý. Người ở giữa phất tay, chúng tôi chỉ thông báo cho. Cậu biết thôi, được rồi, cậu lui xuống đi. Trình Phong nghỉ hết cách, chỉ có những nhân vật nòng cốt như họ mới biết sở dĩ năm xưa tổ sư Thái Hoàng có thể lĩnh hội được Thái Hoàng đồ và sáng lập nên Thái Hoàng giáo là nhờ cả vào sự giúp đỡ của ba nhân vật lớn này. Hơn nữa, kiếm các cũng không giúp, không công, họ yêu cầu để họ có thể chọn truyền nhân từ trong những đệ tử của Thái Hoàng giáo bất cứ lúc nào. Sau khi Trình Phong nghỉ dẫn người lui ra ngoài thì người chính giữa phất tay phải, Ngô Bình liền bị một cột ánh sáng bao trùm lấy. Sau đó cậu cũng được đưa đến không gian thần bí. Ngô Bình nhìn thấy ba vị kiếm lão thì tiến về trước hành lễ, chào các vị tiền bối. Người ngồi giữa gật đầu, hỏi, nhóc con, cậu là người ở đâu? Ngô Bình, vấn bối đến từ Trần Thế, vừa gia nhập. Thái Hoàng giáo. Người bên trái nói, lúc cậu biểu diễn, có phải cậu đã dùng kiếm thất tinh Long Uyên không? Ngô Bình nói, tiền bối thật biết quan sát, kiếm của tôi đúng là thất tinh Long Uyên. Người ở giữa cười, nói cậu có thể thu phục được kiếm thất tinh Long Uyên chứng tỏ cậu có duyên với kiếm đạo, ba người chúng tôi quyết định nhận cậu làm đệ tử, cậu có bằng lòng không? Ngô Bình vẫn còn nhớ Liễu Thi Thi nên nói, ba vị tiền bối, tôi đã đồng ý nhận trưởng lão Liễu Thi Thi làm thầy rồi, chuyện này cần được cô ấy đồng ý. Người chính giữa hừ một tiếng, đến cả giáo chủ của họ cũng phải nghe theo mấy người chúng tôi, cô ta là cái thá gì? Ngô Bình không nói gì. Cậu chắc chắn sẽ không thể hiện thái độ trong những chuyện thế này, chuyện gì cũng đẩy cho hai bên. Lúc này, người bên phải hỏi, Ngô Bình, cậu biết tiên giới vạn kiếm không? Ngô Bình, có nghe nói đến, tôi còn từng lĩnh hội được kiếm pháp trên tường, trên đó viết có thể gia nhập kiếm đường chí tôn. Ba người họ nhìn nhau, người chính giữa nị ậy thì tốt, ba người chúng tôi đều đến từ tiên giới vạn kiếm, chỉ có điều tiên giới vạn kiếm đã không còn chỗ cho. Chúng tôi nữa rồi. Chúng tôi không thể không rời khỏi. Ngô Bình không hỏi thêm nhiều, chỉ nói, tại sao ba vị tiên bối nhất quyết muốn nhận tôi làm đệ tử? Theo cậu thấy, Thái Hoàng giáo có rất nhiều thiên tài, trong đó có một số người chưa chắc thua kém cậu. Người ở giữa nói cho cậu biết tên của chúng tôi trước đã, nhưng chỉ được một mình cậu biết thôi, không được nói cho bất cứ người nào khác biết. Ngô Bình gật đầu, rõ. Người đó nói, tôi tên Thẩm Huyền Tông. Vị bên tay trái này là Âu Dương Thiên Tế, còn vị bên tay phải này là La Vô Phi. Ba người chúng tôi là ba kiếm đạo tôn giả lớn của tiên giới vạn kiếm. Ngô Bình, vậy tại sao ba vị tiền bối lại phải rời khỏi tiên giới vạn kiếm, chạy đến Thái Hoàng giáo? Thẩm Huyền Tông nói, tiên giới vạn kiếm có một bộ kiếm phổ mạnh nhất thế giới, là do vương tỏa kiếm đạo biến thành. Có điều, bộ kiếm phổ này quá mạnh nên không thể xuất hiện bằng bộ dạng thật của mình. Mà chia thành ba phần, mỗi phần biến ra một bộ kiếm pháp. Ba người chúng tôi, mỗi người có được một bộ. Năm xưa để có được kiếm phổ, ba người chúng tôi đã liều mạng chiến đấu 3 ngày 3 đêm, kết quả đều bị thương rất nặng. Vì chúng tôi đã lĩnh hội được kiếm phổ, tiên giới vạn kiếm cũng không còn chỗ cho chúng tôi nữa. Không còn cách nào khác, chúng tôi giúp đỡ cho một người trẻ tuổi, cũng tức là tổ sư của Thái Hoàng giáo, Lương Đồng Ông. Chúng tôi và ông ta đã thỏa thuận. Giúp ông ta lĩnh hội Thái Hoàng đồ, sáng lập Thái Hoàng giáo, nhưng ông ta cũng phải giúp chúng tôi tìm kiếm truyền nhân, để hợp nhất 3 bộ kiếm phổ.
Ngô Bình cười mếu, chuyện ba vị tiền bối không làm được e rằng đệ tử càng không làm được. Âu Dương Thiên Tế nói, chúng tôi không nhìn nhầm đâu, cậu có thiên phú hơn chúng tôi. Chúng tôi sẽ truyền ba bộ kiếm phổ cho cậu, hy vọng cậu có thể hợp nhất chúng. Như vậy thì chúng tôi mới thực hiện được tâm nguyện. Lúc này Ngô Bình mới chú ý thấy ba người trước mặt mình thấp thoáng xuất hiện tử khí trên trán, cậu giật mình, hỏi, sức khỏe của ba vị tiên bối. La Vô Phi bình thản đáp, trận ác chiến năm xưa khiến chúng tôi bị thương đến căn cơ, có thể gắng gượng đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Thật ra dù cậu không xuất hiện thì nhiều nhất chúng tôi cũng chỉ sống được 7, 8 năm nữa. Thẩm Huyền Tông, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ cậu là niềm hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Chỉ cần cậu hợp nhất được ba bộ kiếm phổ, khôi phục lại kiếm phổ vô thượng thì mới có thể dựa vào đó trị khỏi vết thương cho chúng tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 194.